the tower of the key. T hold the turret. Tao dậy ở ngoài bãi biển này nhá. Em cũng dậy ở bãi biển rồi này. Rồi vào. Ơ bây giờ mình chọn chỗ spawn đây ơi. Hợp lý nhất ấy là mình đến Windwet Hill Palais The Owl Beginning. Tân thủ cơ bản trông đấy. Trông hơi nhỏ. Đúng rồi. Anh. Nó hơi bé nhưng mà nó có hồ nước các thứ. Không thì mình có thể đến Windwet Hill Flying Fit Quad. Resort. Wing cái gì nhưng mà không, cái chỗ tân thủ ấy beginning ấy là nó ghi là đánh giá là 5 sao về đồ đạc resort ấy. Là nhưng... có hết tất cả Pokemon thứ ở đấy luôn hay sao? Begin. Hợp lý. Thế em nghĩ chọn cái 5 sao đi anh. A resort. Đấy, 5 sao đấy, từ để tao xem. Resort begin là begin. Tài nguyên anh ơi, tài nguyên nhiều. Đấy. Population hết. Chắc là Pokemon ở đấy cứ cũng nhiều đấy, luôn. Em nghĩ là vào đấy là ok. Beginning đúng không anh? Kết thôi. Tuyệt vời quá. Ồ, đây sẽ là điểm tê lê chúng mày. Ê, kích hoạt điểm tê lê đi chúng mày. Ủa? Anh trai cầm súng. Ủa, spawn đâu hả mọi người? Kích hoạt chỗ nào anh? Đấy. Đây là đây đây mà. Cái trụ tê lê này. Ê, từ từ. Bây giờ cái bàn này anh ơi. Tạo vui đi anh ơi, tạo vui đi anh ơi. Ở đâu? Trong gui rồi sao chứ? Nhìn đâu em gui được spawn ở đâu mọi người? Không, phải có gui đấy. Bây giờ nhá. Anh Độ đứng im để bọn em anh quay lại đây đứng im để bọn em vào gui. Đấy, xuống đây đi, xuống đây đi. Ờ nó là ăn đêm gui này. Từ từ bên mình phải tạo một cái gui đã. Đứng yên nhá để thử đây. How to join gui à? Em join gui đều rồi. Mày join tao mà, mày join tao mà. Em join được, giữ ép là được, giữ ép vào người anh Độ ấy. Ok. Bắn mình đi anh. Thấy chưa? Tickling ăn cả. Ok, thằng này thằng đéo rồi đấy. Em, anh thấy không? Có thằng lính nó bắn kìa. Đây tích rồi. Ơ không, chạy đi. Ồ, hai kiếm kìa thằng đó. Đi ra chỗ khác đi. Bóp. Alo. Thằng Huy Huế nó chọc đến đây rồi. Bóp. Đừng im anh Độ. Mẹ thằng Huy Huế này. Tao đang đấm lính cái gì nữa. Bón đâu vậy mọi người? Con ở đâu vậy guys? Rồi đấy. Con ở cái chỗ nhiều tài nguyên cái 5 sao và hai cái ấy, hiểu không? Thằng nào chưa vào vui vào mẹ mày nốt đi. Em ơi. Anh ơi. Ủa đúng mẹ thằng này vẫn chơi. Mày đừng spoil gì đấy nhá. Em. Ê ơi, các dân làng ơi. Ủa dữ vậy? Technology. Ui, metal này. Ôi, con level 1 đầu tiên. Tika lên. Ê, cái hệ thống học đồ giống ADK nhỉ? Đúng rồi anh ạ, cũng kiểu thế đấy. Ai bú hết quặng rồi. Một đá với gỗ này là một cái gì vậy? Em lên level. Quá, mẹ grab đồ ở đâu vậy? Sao tối thế nhở? Qua thì tối quá. Build được cái workbench thôi. Tối quá. Grab. Tối quá. Technology anh ơi, technology này. Bây giờ phải chọn chỗ sống đã xong rồi làm cái bàn đấy sao? Stone, đá thì lại work này. Đấm con gà này, hai tay như một. Ôi vãi ạ. Yeah sir. Phát sáng luôn nè. Ủa tối thế phát. Quy ơi, sáng anh Quy ơi. Người lên lại chỗ ban đầu, có cái chạy lửa có một tầng ngồi đấy. Lần quá, cái lửa nhỉ? Mikalin có lửa. Lửa. Mình cần đá. Đá đâu nhỉ? Đá đâu? Đây, nhặt đá nó anh ơi. Nhặt đá mới làm được. Đây rồi, tôi đã có lửa. Ui giật thế. Tôi sẽ vào lát cái nhỉ? Tấm con cừu. Nhạc ơi, cho xin cục đá với ôi. À, cho Pokemon mình chưa? Đổ đè tay vô làm phụ nè. Đá nhặt nhanh hơn á. Đó là sao nhỉ? Đây. Ờ, cầm đuốc gõ được không nhỉ? Có không? Ủa, tao vừa chế cái đuốc đi đâu anh? Ủa em đuốc bằng ra có không? Kim cục đá với nhạc. Đè tay vô phụ cho nhanh. À. Không thấy. Ủa sao không làm đồ được ta? Ủa rồi lấy sao? Mày phải vào cái bàn chế tạo kia. Con Hana lấy rồi anh nè. Anh có bơi được không nhỉ? Đây. Có bơi được không nhỉ? Anh Quang ơi, cục đá của em mà. Đây, cho đỡ lạnh bên nào. Để em chế cái đuốc em lạnh quá.
Lạnh quá anh ơi. Đây ra campfire này. Lạnh quá. Vâng, nhưng mà phải xin cục đá để em tự chế chứ. Pilo. Ê, làm nhà ở đâu đây? Làm sao ném ra? Dẫn làng đi tìm đi ạ. Dẫn làng. Ôi, buổi tối mấy con đi ngủ hết ạ. Em nghĩ là mình phải làm campfire đấy, không lạnh lắm. Anh ạ, em cho một lời khuyên là mình phải tìm một bãi đất thật là to anh nhé. Thật là to. Thật là to. Thật to. Mẹ, kiếm béo đâu ra bây giờ ta? Chết rồi, bị lạnh quá. Ôi, chết rồi. Ê, thực ra là loanh quanh bãi này cũng có vài bãi phẳng phẳng to to đấy. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Thật là to anh ạ. Em nhấn mạnh lại lần. Ê mọi người ơi, xuống dưới có một điểm tele đấy, mình có nên di chuyển xuống dưới không? Mình nên anh ơi. Em nghĩ là mình cần cho to to. Pokemon còn nửa cây máu, what the fuck. Ui, anh ơi, ở dưới có con bóng ma kìa. Ừ, thấy rồi. Lạnh quá sao giờ ta? Ủa anh Bo San ngủ với chị cái đuốc đi. Làm đuốc đi. Đuốc, đuốc, đuốc. Grab đuốc. Đuốc. Ok. Ui, đây con rồi. Con chim mình cút này. Ui, anh bảy gáp cái đấy à? Chim cú. Cái cú với cú chặt gỗ, chặt đá nhanh hơn. À thiếu gỗ, thiếu gỗ. Sao cậu lượm cái cú của tôi rồi? Để tôi chế lại cho. Thế rồi. Quá. Nè, tôi làm cái đuốc nè, ai bú cái đuốc đi. Đưa tôi cái cú cậu bảy ơi. Vô đây bấm vô đây, bấm vô đây có làm là có ăn. Phải làm đủ 4 đồ này đấy. Cái đuốc nè, cái đuốc, cái lượm cái cú nè, đó, bú đi, bú đi, bú đi. Tát poi tăng kiểu gì nhỉ? Ai bú rồi? Đá đấy là đá này. Ủa? Cái... Ồ, cái xấu đồ. Chỗ này có rộng không nhỉ? Chỗ này trông cũng không rộng lắm nhỉ? Cái trông ngủ ghê quá. Nói chung là phải di chuyển đấy mọi người ạ. Chỗ này hẹp lắm. Yeah. Mọi người làm cái đuốc rồi đi đi. Làm đuốc kia đi. Làm đuốc kia đi thôi. Ui, cái cây ui, mày con ma này có đánh người không nhỉ? À, nó đang đánh em đây anh đồ ơi, cứu em với. Em không chết được đâu, cố lên nhím. Rồi em đủ rồi nhá, em đủ đồ ma này nhá. Mấy con ma này nó ấy lắm anh ạ. Đi thôi mọi người, đủ đồ rồi, mình đi kiếm đất đi. Cho xin mấy cục đá đi thầy Milo ơi. Ơ, đây này, đứng quân đây là nhặt được này. Đây, đang xuống dưới tìm đất đây. Đó. Nhặt đi. Đi rồi thầy, rồi đủ rồi. Anh ơi, em bắt được con ma rồi. Bắt được con ma luôn. Vâng. Mất con ma rồi anh ạ. Làm nào để khoe mọi người ta. À, đây rồi, em sẽ cho nó đánh thử. Đúng rồi, tớ chọn cậu, đánh nó đi. 8%. Ui, làm cái bảng này. Ui, 64 máu. Trời, cứu em sắp chết rồi. Sếp đi một bên. Siêu tiểu phu. Ui, giữa cái hồ có cây xương. Học sở tác gì chứ. Ui, lặng thế. Chắc là học stamina rồi hay là invent rồi. Đúng không Araka? Đấy học anh ơi. Học cam file này tuyệt ác luôn đấy. Giật quá. Học cái giường là Wooden Club học quay rồi. Chắc chắn là Araka học quay rồi. Ôi trời ơi, té xuống học không nào. Đủ bộ rồi. Ê mình có nên bắt con hươu về cưỡi trước không nhỉ? Trông con hươu đẹp quá. Ê, làm nào để hồi máu nhỉ anh nhỉ? Level 5 mới cưỡi được anh ạ. À thế à? Đốt lửa lên nhím ơi. Hắn level 3 rồi mà. Ăn gì sao? Em xem lại. Phải ăn cái gì thôi. Ăn anh có quả đấy, nhặt quả mà ăn. À không phải level 5 rồi. Farm một con gà ấy có ấy mà. Level 7 sao mới cưỡi được nó cơ? Ôi trời ơi. Mẹ mày con gà, mẹ mày con gà. Ủa, có cái rượu khác biệt cái chứ. Ô con mèo. Sáng thôi. Mẹ mày con mèo. Ôi. Hôm nay chơi game mờ nên là địa bấm quy vắt ném luôn ạ, vãi ca lìn. Mày vỗ mày, vỗ mày nè. Học ta. Vỗ mày, con mèo ơi mọi người ơi. Vỗ mày nè. Ủa có nâng chiêu mọi người. Đăng rap lên đây. Ủa sao đéo chạy nhanh được nữa rồi. Bị nặng, phải cả cướp. Học quay lên đây, game này chỉ học quay thôi. Học ở nút nào anh Bảy? Học đoạn nào ta? Ở liên quan đến Inventory lên. Inventory. Trong một cái start. Trong bên phải ấy, nó có cái thanh học ấy. Bấm Enhance Start lên nào. Mình sẽ tăng điểm gì anh Bảy? Wait. Only way. Chắc chắn là Araka rồi, lên 1000 way chứ. Araka thôi.
Fiber à? HRK phiên bản Pokemon à? Ui. Yeah. Chúng mày kiểu Fiber làm mỗi thằng một cái cung đi xong bắt được con voi luôn này, phá đảo game luôn đấy. Hay phá đảo quá. Em nhặt được 22 cái cung này anh ơi. Em 7 Fiber rồi. 22 cung. Ê Fiber nhặt như nào nhỉ? Fiber nhặt nhau nhỉ? Gỗ đó, chặt gỗ. Chặt gỗ này. Chặt gỗ nó ra nè. Cầm gì hay cầm gì giống HRK ấy. Ôi nhưng mà trò này animation mượt hơn là cả. Ôi ở đây có mấy con Pokemon bay này. Em đỉnh cao. Technology. Mấy cục đá xanh này dùng để làm gì nhỉ? Bell box, cam fan, repair pen. Dùng để đập vào đâu cả. Ôi. Pandium fragment. Sao nó có cả máy ấp trứng nữa ta? Cái gì ghê vậy? Thôi, chối xong rồi. Còn cả mấy quá đi. Chết con mẹ nặng này. Quá, đéo đi lại được rồi. Ôi trời ơi. Cứu tôi mới. Ôi, nhạc đang đánh với con gì kìa, ra giúp nhạc đi. Thôi, chối xong rồi. Quang ơi. Opa bóc là cái gì nhỉ? Vứt như nào? Để đánh ra nhờ. Nó đánh tao. Nó nặng ra. Úi dạ. Đánh nó coi. Chế đồ, cậu Ben ơi, chế đồ. Chết rồi. Ôi trời ơi, cung vậy? Đánh nó yếu rồi, đánh rồi. Hồi máu như nào? Hồi máu như nào? Đây, điều yêu chưa? Để bạn xong gì gây kinh đấy. Ăn đi anh. Hồi máu nhau, chú Ben. Hồi máu chưa có cung nhỉ? Hay là chưa đủ level nhỉ? Bấm mình Ben ơi. Học level 3 học được rồi. Hồi máu như nào? Vô cái technology chi hay không? À, đó. Nhạc nó bắt là con gì rồi kìa? Em bắt được rồi. Anh lấy ở đâu ra đấy? Nhưng anh lấy cái cục kia ở đâu rồi anh? Ráp, anh ráp. Ở Primitive yeah. Movement đó. Làm nào để cái con của em nó bị mất máu, hết máu rồi làm nào để nó sống lại ạ? Fiber. Gọi nó ra cái gì vậy? Ủa, mày con level 5 bắt xuống vào level 3. Đó. Con wood. Lên máu lên từ từ. Nhưng mà nó đang không máu rồi anh. Ôi giật thế. Là chết rồi đó. Là nó đi rồi đấy. Thấy máu em vẫn còn nhiều mà. Không dạ. Máu con Pokemon của em cơ. Đó. Em muốn nó gần chết thôi, đừng muốn nó chết. Lát nữa xây bay mới được. Nó xây bay nó mới hồi. Xây bay cho nó vào bay mới được. Đúng rồi. Yes sir. À đây hiểu rồi. Còn nó vào cái ban bóc em là được. Hả? Ôi tìm một con level 6 bắt nào. À đây này, pa bóc này. Đây. 10 phút nó mới tỉnh. Ăn kia đấy. Thôi cho vào đấy là được. Vàng nó mốt mua mũi tên đấy. Ờ nhạc ơi có đồ ăn không? Cho tôi với. Đừng chết rồi. Trên lòng có rồi, cái sầu bị đói à. Chết cha, chết rồi. Đồ ăn uống kiểu gì? Ai xây cái gì mà nó có cái hình tròn như nào, này. Ăn như nào mọi người ơi. Gớt đồ ở đây chết mẹ ơi. Ủa rồi rút mũi tên ra đi. Ăn uống kiểu gì đấy? Sao bắn được mỗi mũi tên đây các cháu? Pháp lên ăn đồ ăn được các mọi người. Chế thêm. Ăn cái gì mới được? Ăn đá. Ăn thịt mấy con mà mình chặt ra. Ăn phải chế. Ăn phải đè vô chế phun. Đây cái bàn bóc này quan trọng lắm nha. Anh nhờ xây bay mới xây cái này nhé. Mình sống luôn hả? Ké đành người. Ôi mình xuống dưới kia có cái hồ to có đất rộng đó mọi người ơi. Cái gì? Thôi thì có bao bao rồi. Cứ đi xuống cái đồi này đấy. Di chuyển thôi. Tớ chọn cậu. Ủa con này đói quá, đói quá. Đây rồi. Tôi đã có con pet đầu tiên. Tớ giật quá. Lạc cấp vậy. Ui giật thế. Giật quá. Ui à. Tớ hết cụm Pokemon rồi. Ủa mọi người chế cung kiểu gì vậy? Ăn đi bố. Cái bàn em vào bàn. À đây mình phải học anh ạ. Có đai Pokemon đâu nhỉ? Có ai có Pokemon. Chế. Ăn cái gì nhỉ? Mẹ đánh chế đéo được tao. Gã lên kiểu trái đi ơi. Bấm vô cái tên mình ăn là được. Rồi em thấy rồi. À được rồi, anh biết mà. Ủa, em voi ca chù này. Ồ, bắt được con kia. Vẫn chưa được, chị ơi, chị tránh ra được không? Tôi mà em làm cái này đã. Chị! Mọi người nhìn này, con bắt của em. Ủa, con mang này bố kìa phát, sao lấy cung của anh? Đây rồi. Đây, bếp luôn à. Ở trong lỗ kìa. Kìa. Ui đây rồi, con Pokemon đầu tiên. Yeah. Giỏi quá rồi. Rồi, đáp đi. Bắt nó thôi. Nhảy giết chết luôn vậy. Không, em giết đó. Đấy anh. Ấy da. Ồ. Ồ.
Ồ. Nó còn cháu bú luôn nhạn ơi, bú bú bú. Hợp lý. Bắt được con gì đấy? Con này có được con có đến level 6 này, tím tím gì nè. Bắt một con nhá, trừ 2 level sao? Anh Tích ơi, trừ 2 giúp em. Ô rồi sao nó bấm E xong bấm bét. E là. Holy shit. Ui, ghét quá nhìn này. Thôi. Thế mỗi lần được có 3 cái hả? Bắt được con bé tóc dài. Nhìn của em này, nhìn của em này. Đe hoài luôn. Để cô có bé tóc dài đấy. Con chim không phải thả luôn. Cô té quá. À, con bé đã tính level của mình đấy. Ê, sao mình thả pet ra như nào mọi người? Ben ơi. Ben ơi. Uber lấy ở đâu vậy? Ai lấy cung đấy? Tôi nhầm bò chặt cây ra. No. Ủa, ai quấn con hươu vậy? Mỗi người một bàn. Ném ra đất rồi đấy. Ném ra này nhặt đi. Ok rồi. Con này đủ rộng chưa ta? Con đây không thấy đủ rộng á. Học cái cung phết nè. Tôi lên lại cái bút bên mới được. Ê hả? Anh em mình giống người máy máy tích rồi này. Hồi máu cho pet như nào chúng mày? Hãy vứt vào cái pa box anh ơi. Vứt vào cái bàn điện tử ấy ạ. À thế à? Lấy trên người mình đấy, cũng được. Bây giờ mình di chuyển đi anh ơi, di chuyển ra chỗ xây nhà đi. Ê, chỗ nhạc đẹp này, chỗ này rộng lắm chúng mày. Ở đâu đấy ạ? Đây, chỗ này được rồi, chỗ này ok rồi này. Xa thế. Ô, ai cũng lộn với con hung level 1 kìa. Có con 11 á, con mới level 11 đây. Ở đâu vậy anh nhỉ? Đấy, ngay chỗ bên dưới này có cái lều này, là đẹp nhất rồi. Cứ đi theo cái thác nước xuống đúng không? Ừ. Đâu nhỉ? Mọi người ơi, đợi bé với. Đi qua con voi đúng không anh? Ờ đi qua con voi. Đợi bé với. Ok đây anh ơi, chỗ này rộng ấy. Ok nha. Ê, thế cái nhà chính đấy là nhà họp làng luôn nhá. Mọi người đừng xây vào cái đường là được. Ok anh ơi. Okay, Ben ơi đi thôi, không mọi người không đợi kìa. Em ở góc này luôn. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đây đi theo em này, đi theo em này. Technology point. I'm coming. Ui, ai bắt con tuần lộc đi, nó yêu máu rồi kìa, bắt đi kìa. Đừng giết nó. Ok, bộ quần áo của em bộ. Ok rồi. Thôi. Anh nhầm. Chết à, để con chết đi. Thôi bà xí nữa, bà xí. Chết em cái bài được mà. Em bộ quần áo thôi. Đi với mày. Qua đó được nhỉ. Thôi đây. Bố mày. Ba đảo độc luôn. À ba lần. Nào nhà anh bảy ơi, xây bàn đi. Đây thầy đây. Yeah. Tớ chọn cậu. Đi anh Ben ơi, ở đây mà anh Ben ơi. Thế mấy cung nữa. Thế là bắt được con này ạ. Tôi đã có bộ quần áo đầu tiên. Đi xong có phá được bàn không đấy? Hình như được, khác được mà. Có mọi người đâu rồi? À kia bên kia cơ. Ê tao có hai con Pokemon ở chúng mày. Ui là bắn lửa đây. Kinh ấy. Chị cái bắn đi chị ơi. Sao đó mua. Ai chưa bắt con này bắt đấy. Ê con sói xịn vậy. Em đang tính bắt nó mà. Như có tiếng hóa nữa mọi người ạ. Ui. Thật á. Có tiếng hóa nữa sao. Bắt được. Đây. Thật là khủng khiếp. Ồ đánh Valin. Có mà. Có evolution đấy. Ờ bắt được luôn được kìa. Ê Cloud kiếm ở đâu ra ta? Cloud anh phải học ở trong ấy xong anh cái đéo gì vậy? Hai cái anh ạ. Để dùng làm nghe mà. Mặc ơi có lính canh tới. Quên tới để chế độ một thứ. Điểm ấy. À. Cũng hết tới. Mình xong chưa chị Miu? Ôi fuck. Thằng lính nó bắn nhau kìa. Sao ra đây? Bắt thằng lính. Ôi, bắt thằng lính đâu anh? Còn đánh không? Bắt được, tao vừa xem TikTok xong bắt được. Hứa. Ai có Fuber không? Cho em xin Fuber với. Ngồi ở vừa xem TikTok xong. Ai đâu? Đúng mà. Nè nhím. Ủa? Đạt. Mẹ thằng đẹp voi này. Tao. Em có. Sao em vất nó dài nhỉ? Đau. Sao mày tao giống nhau với Tích, khác mỗi màu da vậy. Ô. Vứt thì. Em tắm nắng hơi nhiều anh ạ. Fuber please. Nha anh em sinh đôi. Ê, ok, đi bài thao lên mũi tên của ta đây. Ok, sao nhiều lính quá vậy anh? Ông lấy, ông lấy. Linh, anh ơi, Linh. Tách quan. Thằng này lấy bóng linh. Trời ơi. Trời ơi, hình như chỗ này có lính, chỗ này boss. Phải đâu, bị spawn đấy, chỗ này em chỉ có linh 24. Tách quan, nó bắn cả. Con luôn này. Bắn nó kìa, Chỗ này có cái tượng gì nè. Cổng này có cái gì? Ô, đồ bị ai bắn kìa? Ê, nó bắn đồ như nào đi, phá cái móng đi nhào chúng mày. Bắn cái gì ta? BC rồi. Hả? BC. B là bắn C này. Ô, em bị truy nã, Ờ, thằng ngu này bị kẹt này. Em bị truy nã rồi. Cái này sao giống mà ăn được cái này? Work biết bằng gì anh Seven? Hả?
Từ... Quốc. Bấm F hả? Quốc là kiểu phụ của anh. Màu trắng ấy, cái màu trắng anh à. Anh đôi, anh đánh không, mấy thằng kia một cái đó luôn. Mình cứ đè để cho nó làm. Đéo. Em tức là đồ bấm chế. Đi game qua cái đề này là đi bấm nhiệm mọi người ơi. Mọi người ơi, thế là mình chốt xây nhà ở đây đúng không? Ừ. Đói quá. Ok thôi, mỗi người chọn một góc đi. Đúng rồi. Ui, vô trong xíu đi anh, chỗ này đẹp hơn nè. Đâu vào trong này rộng lắm anh ơi. Đâu vào nữa thế nào mọi người ơi. Trong này rộng lắm anh ơi. Ui rộng mà lại còn có cái hồ giữa nữa này. Đẹp vậy. Đâu vào thế nào. Di chuyển thôi. Very shit, đông đu đát. Chứng tỏ là chỗ này không đủ rộng nhân tích này. Đi vô thôi. Khu này đi đi riêng. Ai à. Ủa con chia level có 11 thôi. Tôi nói nè. Tờ heo. Ôi nó bắn tôi. Ở đây, đây chỗ này rộng này đẹp này. Có chim. Thế ở đây nhá. Đây có cái hồ này anh ơi. Ok ở đây nhá. Đẹp lắm anh ạ. Wow to vậy. Ồ. Oh. Mà có cách nào để cho cái con kia nó đừng đi theo mình được không ạ? Bulbasaur. Yeah, bắt thông thú rồi. Ôi em sống bên kia hồ. Bên kia giống Bulbasaur nhờ. Ừ. Đây rồi, cái hồ mơ ước của tôi. Đây rồi, tôi thấy chỗ tôi xây nhà rồi, phải tới đó trước thôi. Con vịt ngu. Ôi, có trứng. Bú cái trứng. Tôi sẽ ở. Có trứng của em đấy anh Bảy ơi. Bú cái trứng. Ê, giữ giùm cho anh. Khi nào nó nở ra anh trả. Mọi người ơi, chọn chỗ xây nhà đi mọi người ơi. Theo gì? Theo gì trứng đâu? Phải có máy ấp trứng mới ấp được nhưng mà. Cáo Nhu Nhi. Vâng, theo gì đâu anh? Có cái hang, có cái hang, hình như có cái hang mọi người ơi. Giật thế. Giật quá. Ơi, mình phải xử lý mấy con lính này á chứ không là nó bắn mình tới chết luôn á. Sao xử lý được level 24 lận? Giật quá. Thế nào? Giật quá. Mình phải giải tán để mình bỏ ăn. Tung béo đừng. Cáo Nhu Nhi. Ủa lạc quá. Ơi. Cảnh sát đã con xà bắn được mình. Ôi sao nó cứ đẩy mình xuống ngay vậy? Lạc quá. Ủa nhưng mà sao lại có mấy con lính này xuất hiện bắn mình vậy ta? Ừ. Mình thấy điều khiển thế nào? Yeah. Hồi nãy ai đụng vô cái con đường xe mà nó cho đồ á. Kịch tính quá Huy ơi. À thế à? Nãy em đánh nó một phát mà nó đuổi em đến bây giờ luôn ạ. Lai vãi lìn. Lạ quá. Ê, mẹ nâng lên đặt xuống nhào đây. Ao. Em thôi chết rồi. Chúng mày ơi, nâng cao cái foundation lên như nào. Nó chạy qua mà. Trời ơi. Cái con này trông có vẻ mới đây. Repackage. Là một cái giáo. Nó cầm súng nó chỉa cho mặt em hoài thôi. Rồi, nó bu cái mon thì bị chết rồi. Còn má nó dí hoài luôn. Ôi tùng béo xong. Bò rồi, tùng béo bò rồi. Cứu em ơi. Thầy ơi, thầy con cứu con thầy ơi. Thầy đang xây nhà rồi mày. Ở dưới chân là thầy đấy. Thầy chọn được chỗ đẹp vãi cứt mà tránh xa với thầy nói là người rồi. Được cứu con được không? Đéo. Thầy đứng lại, làm sao cho con này đứng lại nhờ? Cứu tao Ben ơi, cứu tao. Ơ gà. Cứu. Ồ. Mọi người ơi, mình có thể lấy con Pokemon của mình để làm nô lệ chế đồ phụ đấy. Thầy ơi. Thông tin bổ ích quá bảy ơi. Thầy ơi. Cái gì? Cứu con đi. Cứu cái đéo ơi mẹ. Trời đang ơi. Bò nè. Bò vậy con. Dạ mấy con lính này cứ đi xung quanh ghê vậy. Nó chết rồi. Mẹ mấy con lính cứ đuổi hoài. Con ta vào lại có bị nó đuổi đâu không ta? Con ta vào lại rồi. Kiếm gỗ. Đây rồi, nhà tôi ở đây, cạnh hồ. Cậu ơi, quay lại cho tớ mượn cái tay được không? Ủa, cái peo phóc này mọi người xây được cái hả? Không, một cái duy nhất cho một làng. Ủa, cái campfire chết như nào ta? Con nhỏ nó hỏi. Thế thì đặt ở chỗ nào đấy? Trung tâm đi. Thật ra cái bao bóc đó là cái, nó giống như là điều khiển Pokemon vậy á. Những con Pokemon mà trong cái vòng đó nó sẽ giúp đỡ mình xây nhà. Còn ai xây nhà mà ra khỏi cái vòng đó là mấy Pokemon nó mặc kệ. Thế thì tôi chọn nhà lại thôi, nhà tôi xa quá. Ủa, anh thật có... ghét cái chỗ đông người. Ở đây có làng, có ai này. Phải chọn cái chỗ nào gần cái pop. Wow. Ủa Tích ơi, xây campfire nào Tích.
bố bóp là ui, mỗi người một cái mà đúng không? Học chỗ đi, này xong bắn bê nhìn nó tới kia là một mấy cái táp mà. À xây nhà thôi, cờ lên chỉ có một cái thôi. Ủa làm sao để nạp tiền được ta? À, hả? Không có à, tiền nè anh ạ, à, có cái shop có tiền này xong mình mua đồ. Ê, 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 nhặt được, nhặt được, tao vừa nhặt được ít tiền này. Đúng rồi, cái tiền xanh xanh đó nè. Thế mình phải về kia à? Đây này, em ngay chỗ cái shop này. Nạp tiền hả? Nạp tiền đi vô miếng vậy? Pay to win. Thằng em chiên xào đi, chiên xào đi. Uốn chết này được rồi thôi. Mày. Ok. Ô, nó chạy này. Gì vậy? Mà có con quái ướp mặt vô tường phát thôi, chạy thôi. Đồ ăn như nào tích? Chụp phải vô đồ ăn. Bụi. À. Quay anh đã xây gỗ rồi kìa. Anh đã xây được. Quay. Em vô cái động nhiều đồ phết này. Ừ. Shit. Anh Quang ơi, làm sao mình xóa cái bàn đi được nhỉ mọi người nhỉ? Bấm B chụp phải. Không phải bấm B bấm gì ta bấm E chứ. À không, bấm B bấm C nhỉ. BC xong rồi bấm vô cái chụp. Rồi ok chưa? Bà. Thank you. Đồ ê, phá. Chết mẹ rồi, nó đéo có cột đỡ à chúng mày. Ui. Em vô cái động to lắm mọi người ơi. Người em đặt cái bao bóc nha, em đặt giữa đường nha, đặt ngay giữa. Mọi người góc mấy giờ bản đồ vậy? Ở chỗ 2 cái năm sau. 2 cái năm sau. Ây da, ăn cất rồi cái bao bóc này nó kỳ vậy. Ơ. Tôi yêu game này, xây dựng thật dễ. Ừ, game này xây dễ vậy, thích vậy. Thích vậy. Hợp lý không ta? Tôi có thể giữa thôi. Lấp được cái cục đá này đi, thật là tuyệt vời. À, nó như vậy hả? Ui, con gì to quá, đánh không anh con? Chỉ xây được một cái bao bốc cho một làng thôi nha, xây cái khác là phải xóa cái cũ á. Quá. Thế đi 7 nó xây 4 ra thôi. Xoay nữa. Thì nó đang xây... test nè. Nó xây... bà dự... Thế thì mọi người phải xây xung quanh chỗ này hả? Thế mình phải xây chung căn nhà. Xây gần nhau thì sao? Ôi, ơi. Em thấy vòng rồi này, vòng không to lắm đâu. Chúng ta phải về xây chung ở đấy đấy. Phải xây chung rồi. Ôi. Ôi nó có up bay nè mọi người, giống như rồi, làm nhiệm vụ. Cứu tụi bé ơi, cứu. Nhiều up bay. Phải xây chung á? Phải xây trong cái vòng một cái này này, kiểu Roblox đây. Xây nhà trung tâm á. Xây nhà ở thì không cần xây chung đâu, ở chung thì cần mấy kia thôi. Cái farm phủng gì nữa. Một cái bao bóc này có phát trà bồ nữa mọi người. Có phát trà bồ. Em vừa mở cái phát trà bồ này là mình có thể di chuyển sang vùng đất khác này. Đâu mà đâu. Đi em đi. Ôi cứu phát đầy máu. Thế đi luôn thôi nhím. Kích hoạt thôi, em kích hoạt thôi. Em về xây đây. Ui, em bắt được khoảng 5 con rồi. Ồ ngon. Về xây cái. Thế là trong vòng này mình xây những cái gì chung thôi nhá, còn nhà riêng thì mình xây bên ngoài. Vòng mọi người để đâu đấy? Ôi quá. Ai ở giữa này bạn? Ngay giữa chứ mà. Ai khô đồ ăn đâu anh Khôi? Lấy nhặt trên đấy này. Quả đâu hết rồi nhỉ? Đánh mấy gà ra đồ ăn mà. Nãy em to ra vào lại mất hết thịt. Nhưng không bị oan thịt nữa. Con gì to dữ vậy, ma mút xét. Ê, con đấy bắt được đấy, mày đánh nó đi. Không. Em biết chơi game này đó. Thả cái trái pan nó như thế nào rồi mọi người? Không xây ngoài vòng ở bầy, xây trong vòng à? Mọi người đâu rồi ta? Ô, cái vòng nó ta? Cái này, vòng xanh này, không thấy à? Nè. À. Đây mày xây nhà cạnh anh này. Trời ơi, bứng rồi. Cười cái đéo gì, lựa. Xe bên này. Nhót tao chỗ khác chơi. Nên nhà mình ở thì chắc chỉ để hòm đồ thôi. Ừ, để hòm đồ đó.
Anh đồ anh vẫn ấm mờ một phát được anh đồ. Ôi, bị cái lên hết chết rồi. Xây ra đây ngắm nước là đẹp. Giữa bản đồ này. Thế rồi, hungry. Chú em ơi, con bò nó đuổi em. Ồ, oh, em đang đi đúng đường rồi. Yeah. Ủa yeah, chú thiệt thế. Hiện đây có phải phát travel ấy, bấm thử xem có đi ra đây được. Ôi, sao không bắt mình lại ông beautiful. Ở đây à? Phát travel. Tôi phải vào party ông hay như nào chứ mới đi được như thế. Ủa, có con thỏ như thế vậy? Cho em đánh không? Lấy thịt. Ủa? Mày, ơi, sao có thằng bí ẩn gì này? Thằng... Tối thế? Đâu rồi? À đây rồi. Trời tối rồi, trời tối rồi. Trời ơi, hết không có thịt ạ. Anh Đồ ơi, có thằng thương nhân bí ẩn này anh Đồ. Đâu? Mua được đồ của nó đây này đây, em vừa thấy đi qua này. Đây à? Vâng. Xem có gì cần thì anh mua đi. Uầy, mua được kim tiêm này bột đây. Đâu à? Đây đây đây, cho cái kim tiêm này. Có kim tiêm thật này, 2 grade medical supply. Được đấy chứ. Uầy, anh Đồ em tặng anh con này nha. Con gì? Thấy mua trứng ăn mì xào thế. Đâu? Nào trứng đâu? À để em tìm. Đây nó bán trứng này. Cho em vào. Đây con này dùng điện này. Anh Độ này. Để hơi xa. Ui giống con Pikachu đấy. Vâng. Tí tao tự đi bắt. Cho em vào vui với. Đấy giữ ép vào tao. Anh đừng im. Đây ạ. Được rồi. Thế là được rồi. Trời ơi. Đâu đài siêu to khổng lồ. Ông ổn rồi, đói quá. Mẹ mày, thằng nào bắn cung tao đấy? Mẹ mày thằng bồ nhá. Cung sang đốt nhà giờ. Sao mình không bị lạnh vậy ạ? Làm campfire em ơi. Học quần nào. Ồ, hết à? Ơ, bằng... Ngất rồi. Ai bắn tên nhỉ? Dev Pikachu. Save me. Thế rồi em sắp chết đói rồi. Ừ. Giờ đây có cái trứng rồi đấy. Đẹp, giờ đây có cái trứng rồi đấy. Giờ đây anh chinh trứng trong đây nè, từ. Thôi chết mẹ rồi, game ngu si đần độn rồi. Mọi người bú cái trứng đi. Cái mái nhà này đặt kiểu đéo bây giờ. Ui, đây là nhà anh Bảy à? Chết mẹ rồi. Đấy, mới xảy ra. Lấy đi. Lấy rồi. Ai lấy rồi? Còn hấp trứng rồi anh đây. Anh ơi! Hấp trứng rồi. Anh ơi! Thả mấy con Pokemon ra nó tự đi farm nguyên liệu này. Ui, anh em ở chung đi bố. Đấy, tức rồi. Đi xe nhà đây, cái này không phải nhà của anh. Đặt máy như nào anh Đội nhờ? Đi. Bạn đặt đâu mẹ, chết rồi, vườn đá nó đéo cho làm chúng mày ơi. Phải xuống nhà rồi. Xuống dưới rồi. Xây mẹ dưới. Nhìn để nó heo đẹp lắm nhìn. Xây vườn đá nó đéo cho ạ. Thề vãi cứt thật. Đúng rồi, chết đấu rồi. Chơi đánh nó ngất xong rồi quăng quá cầu đúng không nhìn? Vâng. Không, đánh nó yếu máu rồi, À yếu rồi à? Vâng, con này không ra đồ ăn. Lại người đi lại, có ai đỡ. Ui, con lợn này nó pham nguyên liệu cho mình này. Hay vậy? Đồ ăn với. Trời ơi, đói quá, hết đồ ăn rồi. Nó cháy này. Ê, nghe tiếng con heo. Con heo của em nè. Con heo của em nè. Đây này. Có bú được không? Thôi. Nó pham nguyên liệu anh ạ. Nó tự pham nguyên liệu. Nó có farm được đồ ăn không? Mình không ăn thấy đi. Thôi. Ok. Thần bí này nó có bán đồ ăn không? Ui, nhưng mà em có đồ ăn này. Đâu. Lồn dây. Cho nhím ơi. Tám nào để drop cho anh. Kéo vào. Vô xong rồi. Bảy sắp chết rồi, bảy sắp đi rồi. Drop rồi đó. Thôi anh Bảy ơi, mình kiếm đồ ăn đâu vậy, giết Pokemon nè. Ai nhặt lên rồi kìa, ai nhặt của anh rồi kìa. Thầy nhặt em thấy rồi. Em mới thầy nhặt rồi. Thầy nhặt, thầy phải bảo một câu chứ. Cứu được, nghe chuyện té thôi. Trời ơi, xin lỗi như thầy ơi. Ngon. Ui, độ xây nhà nhanh đấy. Trời ơi, hỏng hết rồi, công trình của tôi. Ơ anh Mẩy ơi, sao cái structure này của em Privity Workbench em không grab ra được. Làm vẻ ở đâu em mang được mấy cái này vậy? Ngã từ từ. Cái sàn này bé quá. Alo. Bắt buộc phải ăn thời nghe đó. Em đang bằng phẳng là không xây được đâu anh đồ.
Sao em bảo là cái primitive cái workbench của em không xây được. Không chế được ở trong, không chế được cái sàn nhà này à? Em xin chỗ này nha, em xin chỗ này nha, em xin chỗ này, em xin chỗ này. Ui, một máu mà. Vô technology học bút đình chắc chờ sao xét. Rồi, em học rồi, học rồi. Thế là bấm B xong rồi bấm QE. À, ui, ngon đấy. Ui, thế xây cái này nhanh hơn ARK. Cho anh thịt ba chỉ cà chua em nhá. Nhưng mà đã không đặt được cái mái, có ai không đặt được cái mái lên cái tường không? Đọc bíp. Ơi rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, bột chết rồi. Cái gì đây? Thế thôi, em hết tên rồi. Ai còn tên không? Chị Ali cho em tên thôi, để em bắt con này cái. Cứu em với, em đang gục cứu. Chị mới thấy bột bé tèo đang cút rồi. Chị Ali cho em tên, chị Ali cho em tên. Cứu em với, con này nó bắn một phát chết luôn á. Chị thấy mà, chị thấy mà. Đừng có đi chơi với mấy con này nữa, đi về nhà xây nhà đi. Ủa em sẽ xây gỗ penthouse. Đi chặt mấy gỗ gần nhà đi, bị lên đây làm gì. Không có rìu, phải đi nhặt đủ gỗ về chế một cái rìu đã. Đây này, không đừng có nhặt, lấy tay đập vô cây gỗ luôn là nó ra gỗ rồi. Đau tay. Trời ơi, không đủ tên không mà bắt được rồi. Cái bàn này của ai vậy? Bét xây cái nhà đéo, lấn cua cả đường rồi bét. Đây là em, đây em, nhà em. Phát đây, cho anh một quả cầu với. Cả này anh ở trên núi với anh đó. Mẹ trên núi đéo có xây thế. Cái này còn xét rồi. Trời ơi, anh xuống đây là anh lấn đất này. Xây ngoài vòng xanh, xây ngoài vòng xanh. Xây ngoài vòng xanh á? Gì nhỉ mọi người nhỉ? Hai cái năm sao chị Mèo. Xây ngoài vòng xanh á, bảy. Anh Trần Mạnh Mẽ ơi. Cái vòng xanh đó là để xem cái đồ nào xài bét hay nào. Xem tên chỗ khác chả không có. Tích nó bảo là cái vòng xanh đấy thì là để kiểu bọn bét nó giúp mình anh. Ừ. Mình xây một cái nhà cái chung thì xây bên trong vòng xanh thì bét nó sẽ hỗ trợ. Không luôn, anh còn đang xây nhà mà. Nhà riêng thì mình xây bên ngoài. Ui, cái nhà đồ chắc là làm nhà chung được. Anh chọn cái chỗ mẹ. Không phải xong rồi mà. Ủa sao không chế gỗ ra được ta? Nhà anh là đúng là nhà cộng đồng luôn chứ. Nhà chung luôn đi. Ủa? Phải xây bên ngoài vòng xanh hả anh bảy? Mỗi lần chỉ được thả một con thôi à? Cái nhà cái vòng xanh để xây mấy cái nhà nào mà để cho mấy con bét nó phụ mình được á. Ê, dỗi thế nhờ. Làm ngoài á, cái nhà em không cút à? Ôi, đạch cỏ mẹ. Tôi đi chặt gỗ lại vậy. Hương nhân kìa, hương nhân kìa. Hợp lý sao phá bây giờ? BC là chuột trái. Tính là phá đâu mất nhau. Ôi, bố ơi, lấy là full liền. Thế là bết rồi, bết rồi. Bắt chưa. Phá nào đây. Ôi, thấy như vậy sắp chết rồi, qua cú nhạc thôi. Độ xây cái nhà thật to cũng được anh, sao có nhiều đồ trang trí lắm. Ôi trời ơi, gỗ của tôi. Ôi, mọi người có nguyên một bày cù này qua. Nó như thế nào nữa, nhưng mà đừng có tìm đồ ăn đây. Ô Tài ơi, mày có thấy con level 10 ở đây đâu không? Đâu. Cày thế nhở? Có màu xanh kìa. Có bên đường ta. Cho xí tên với. Đừng có nghịch con màu xanh đó. Xí tên. Đừng lại gần cái con voi màu xanh nữa không? Bắn vô cùng bị nước bọt là chết đây. Em xây ngay cạnh nhà anh mày. Cho xí tên với. Nhau có tên xây ngay về được. Chỉ có quả Pokemon không? Xem em ít quả Pokemon. Một quả Pokemon. Pokemon. Ủa làm sao để cho con bé nó tấn công? Xanh biển nhỉ? Chị nhỉ? Con Kativa bắt vào đầu anh đổ. Pokemon của mình vô con mình. Ủa anh vừa chơi anh chưa biết gì luôn ạ Miu. Ta còn chấm máu kia. Ok. Để cho chị mấy cái nữa nha. Đói anh ơi. Ok. Thì đem về. Mấy cái nữa. Ôi, như mấy con kia đấy là nhiều quá. À, có gì ăn ngoài thật không? Thế rồi như này có hơi sát không anh Bảy nhỉ? Không sao nhá, hàng xóm nhá. Hơi sát tí thôi. Nhà em kiểu Riverside Vinhome. Nhìn thấy con gì nhỉ? Con thú thần thoại kìa. Con gì nhỉ? Lần cái chỗ biển. Ôi có hang ở vô hang hở mọi người. Chỗ ngủ cho bét thì anh em mình cho ngủ ở chỗ nào đấy? Dạ. Mắt nó như nào? Có Pokemon rồi. Có bán đồ ăn không vậy? Chị đánh nó gần chết xong rồi chị thả chứ banh cho người nó hay sao em cứ bắt. Đây có một đàn level 10 này. Cái gì đấy? Đánh nó yếu nha. Xây nhà thì bấm B. Thay nhà đi. Xong rồi bấm E Q ấy để chuyển sang xây nhà, xây cái đồ khác. Cứu tao mày! Cứu tao mày! Em bị truy ra. Cứu tao mày! Đâu đâu anh đâu? Thế là hết luôn. Ai tài giúp cái. Theo nhanh. Trời ơi. Chi nè, chi nè. Rồi anh bị ta ghét rồi. Không có. Bị gì nào? Thôi, đi mà em đừng lấy của bố. Tao tới nhà anh rồi. Không
ai cứu được anh đâu. Ồ, nó ta ghét anh rồi. Cái bàn nào nhỉ? Đó mà làm mẹ. Ủa không không làm chung được à? Ô bé này có hình như mọi người. Mẹ mày dỗi thế rồi làm sao để cho nó hết đuổi tao? Không mà chiên. Làm bạc ha. Con bán hàng á. Giờ bro. Giờ làm sao để bắt nó? Chưa rồi đi đi farm đã. Sao cần nó lắm á. Bắt nó đi. Bắt nó đi. Bắt nó đi. Không đánh được. Đánh nó không mất máu á. Rồi. Con chết luôn rồi. Cái gì à Tích? Con mở chén ăn con bán đồ. Anh ơi nhưng mà chị Ali đánh chết nó rồi. Bắt nó như bắt Pokemon thôi. Đánh yếu rồi bắt. Hay à, mà con này à, mà nó chết băng nào. Ăn mấy cái cục kim cương xanh xanh là tiền à? Anh đôi, em có cách trốn hết chuyên án nhanh lắm. Như nào? Anh thoát ra menu xoay vào lại đi. Hay à. Không đây em bị hai con chuyên á, không chạy được. Không chạy được, em thề. Nãy em chạy với nó 12 phút như kiểu. Con này đánh đau quá cậu bạn ơi cô. Anh mẹ xuống dưới đất rồi thề. Tôi chết luôn rồi cậu bên ơi. Con này đánh đau quá, chạy đây cậu bạn ơi. Anh đi giết người diệt khẩu đúng cho mày ơi. Ôi, đi xa mới hết. Tao đi chỗ khác làm nhà đây. Thế rồi, anh có đồ ăn sau lưng em có con gì? Chị Ali ơi, chị có đồ ăn không? Anh Ngạc ơi, bên này có quả không? Không, có đồ ăn. Một cậu bé là cứu tôi. Đâu, bên này hả? À? Em đói quá. Đang lẩm đây. Ôi, đói quá, một máu. Không ổn rồi, phía bên này toàn thuốc dữ rồi. Đi giết con mày coi. Giờ mấy con này đánh đau quá. Con này này toàn con xây không có đi. Bỏ đi. Đâu nấm đâu anh nhặt. Ủa tay mày làm nhà đấy à tay? Không có. Dạ. Mày làm nhà đấy à? Đây. Cái này. Con này nó. Thế thì mày lựa cho tôi khác đi, tao làm nhà đây. Anh ơi, tao giết cho anh kìa. Ở đâu mày xây nhà làm gì? Nó lùa sang tôi này à. Trời đủ má sao nó ra được. Có cái lại đâu. Ăn nấm được à? Mấy chục con lận. Chú đói quá. Lụm nấm đi. Trời ơi. Bộ đây đi kiếm mấy cái con nhỏ nhỏ level 1 ấy. Tôi đi lấy lúc đủ lượng ăn đã lượng hoa quả mà ăn nhạt hoa quả hùng đóng nó xuống rồi cậu bé nó chạy thôi thần lóc phát cha vồ có rất hiếm vậy anh nhím làm gì đấy anh có lấy 20 vậy anh nhím nó là nó sẽ lè ra không sao rồi tiếp anh thôi thêm mấy con khác tới cứu tao mới mấy cái này kiểu gì quá rồi có đủ luôn gì lúc đâu anh đói với cứu tao mới gì đó kiểu gì đó sàn nhà kiểu gì quá em nắm giờ bê lên xong rồi em ăn rồi nhưng mà có mỗi tí thôi. Ủa được. Có đồ ăn em ạ, à, bột ạ. Đồ tí mà, ủa? Đồ tí mà. Ủa đây này, là mày đánh người kia, nó tưởng đánh mày ấy. Đánh tưởng nó đánh. Hỏi trong đây có ai bán đồ ăn không? Như cây cứu ấy, như cây. Nhưng mà mình không có vàng, đây có Wandering Merchant. Cứu tay ơi. Đúng quá. Cứu là được, cứu là hết đánh rồi, cứu hết đánh rồi. Vãi cả lìn một quả berry nó bán 50 vàng, vãi cứt thật. Ê, tí bắt được con level 10 ạ. Thế là leo thang, đéo chịu được. Độ béo mờ lên khác nữa. Không, thầy con đang căng thẳng lắm tao đánh chết. Ê nó đánh nóc là hết nó không truy nã nữa đúng không? Đúng rồi anh ơi. Cứu gái là hết. Nó đánh nóc đi anh. Tai cứu. Em vừa đánh nó rồi. Cứu. Em tưởng ra thì em lại bò rồi cứu em thôi. Có hàng này. Thì bạn con này còn hơi đi kiếm thử anh game này. Đi được mấy đoàn không ta? Thì bạn mấy con này đánh con khác là nó đánh mình ấy, vãi cả lìn. Đẹp vãi lìn rồi. Không, đánh lúc này nó cũng đánh mình đấy. Ơi. Em bò ngay cả anh cứu em được không? Em gục rồi. Mày nhìn thấy tao đang làm gì không? Đi không anh à? Đi không? Thế bot level 13 nó cứ như thế đéo nào. Bot level 13. Ồ thôi. Mày đâu? Thế anh ơi. Đây em ngay ở cái lối blue mon này. Đó mọi người đi. Thấy đéo đâu? Dạ, sao nó lại đánh tôi? Đó. Anh em ơi đi hạ đi. Đi cơ mà một khác. Chết luôn. Anh nó có làm gì đâu? Mẹ mày xa vậy. Có gì cơ? Cái gì cơ? Anh cứu đi. Con này bot à? Giết thằng này cho anh. Sao tự nhiên nó đánh vậy? Chắc còn ta ghét mày là gì này? Làm mày làm sao đây? Anh cứu chưa? Ui, anh nhạc yếu bóng lắm anh kìa. Thì bạn đi xa xa tí. Ôi bố mới chạy đây. Ê nó nhìn thấy mày kìa, bố nó nhìn mày kìa. Tao làm gì đâu? Tao làm gì đó gì đâu? Anh chưa chồng mờ em cả. Cái lồn đây. Đây. Bạn như con này vào gần là nó đánh đấy. Đúng rồi con này giữ. Ê đừng tắt vào lan, đừng tắt vào lan. Địch mà. Đi con mẹ báo. Ủa. Hình như anh em mình chọn số sinh tồn khó nhất sao ấy. Từ từ nhưng mà từ từ. Cứ tài ra cứu tài ơi. Đéo tí đồ nào. Tài. Tao quyết định là tao sẽ làm nhà ở thác. Tao. Ô nhím kìa. Đây là gì? Tao nhà hay sắp nổ. Tao đeo đi. Con Pokemon to. Con mệt. Được. Ai có đồ ăn? Bắt giờ. Nó bắt đầu giết mà. Thế đồ ăn. Mới đi. Mày có gì to đó nhím. Con này bắn bồ, tắt đầu làng. Ra xương anh nhạc thôi. Bồ con gà điện mẹ thôi à. Ra sao anh? Đáo mắt kiếm ấy. Cũng đéo biết, bố mới ra đây. Cứu cần đồ ăn. Thì chỗ khác anh bè đây.
Đói có bị mệt thế. Rồi, cứu tao mới, cứu tao mới, thằng nào chạy lên đây cứu tao mới, nó bắn nóc tao rồi. Ai cũng nghĩ ghê. Nóc à. Em lên cứu anh. Cứu nhanh nhanh nhanh, 90 giây, nhanh lên. Thầy ơi. Hiểu cái chết ở đây. Em gần anh lắm rồi, anh đừng lo. Cứu mới, cứu mới. Tha mới xong về làm. Ê, trong hai người gục, thầy đi qua em, thầy cứu anh Độ. Trong khi em được nghe cái thầy. Ủa nhưng mà con hú tek à. Được đấy, được đấy. Có thể loot thêm. Trời ơi, fuck. Nó đẹp đấy. Anh muốn bắt con này không? Em bắt cho. Này bài được cái sao chứ mày. Ok, cảm ơn thầy nhá. Rồi, đây, 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 anh cứu Ben ơi. Em cho anh một con này. Em nhiều ơi, con này quá. Muốn bước ra như thế nào? Muốn bước một con ra như thế nào? Không, R anh ơi. R. Chỉ vào con đấy là R. À, đó. Em cho anh con này. Ở đâu đây? Thằng mày bố ơi, mày xây thế đi. Mấy con nào? Lip măng. Anh bấm số 3 ấy, số 3 số 2 ấy, xong bấm E ra là nó thẩm ra. Nó bảo là... Ôi Ngạc ơi, ô. Đấy anh nhỉ. Bấm E đi. Con này, con này, con này, con này, ơi. Nó bảo là campfire demo con này không rung nó được. Bắt cái viên quả nó đúng cục mà. Này, con bé ơi, Pikachu này. Mấy quả trứng đéo tung con này đéo tung nó được nhím ơi. Mấy bé ơi, Ngạc ơi, em tăng stamina này, mệt quá. Kiếm đồ ăn đâu bây giờ nhỉ? Trứng trứng này tung nó được này. Trứng hay là trứng sọc, trứng sọc. Đấy được kìa. Đây đây, mạnh mẽ, mạnh mẽ cho anh nghe. Bắt nó lại như nào, bắt nó lại như nào. Bấm e lại, bấm e lại. Quá là trứng ấp được. Có hoa quả gì không? Ăn có hai con, tiếp tục mới được. Trắng là để... Ông chỉ tung một con thôi sao anh ạ? Con đen, con đen. Ui, quả cầu xịn hơn nè. Mega Supreme. Nấm. Ơ, tai. Chú anh tai. Để em đi em bắt đồ ăn cái. Ui. Chạy nhanh con. Ben ơi, có con lươn level 11 kìa. Con lươn. Lươn á. Vâng, con chiêu led này. Thế cái Pokemon nó là Pool Spare hay là gì? Con này giống boss lắm. Mở boss luôn. Đồ hay đấy. Tao. Tao. Đấy con mình kêu gì anh Ben kìa, thấy chưa? Em đói quá, em đang nướng, đứng đồ ăn. Trời ơi, bố ơi, xây cái nhà người chết tao giờ. 10 giây. Em Ben ơi, con khỉ kìa. Xây cái nhà giữa lối đi đây. Thank you, thank you. Chiêu led á. Con lửa là có ăn đây. Con khỉ bên này này. Con khỉ này. Cái này đền thờ cơ nè. Đền thờ chắn lối đi rồi. Nhìn cửa nhà em ấy, nhà bên cạnh kìa, hai nhà. Đồ ăn đến thôi. Ôi anh ơi, nó chạy kìa. Ben ơi, Ben ơi. Ui, ai chiếm đất của em rồi. Có lâu đài này, có lâu đài này. Tao xây đây rồi mày xây giữa đường như thế, xấu quá luôn bố. Đi không, đi không. Giờ đã nói đồ ăn rồi, nhìn nó mà. Đi về rồi, đếp ơi. Cháu anh xây giữa đường như thế. Em có đồ ăn này. Về đi. Mày có gì? Về nhờ. Đây này. Biết đường không? Bạn có như nào ấy, giờ không cho. Nhìn map thôi, nhìn map đi thôi. Mid này. Em drop cho anh nè. Bạn có như nào? À, gì? Thằng nhầm pet. Mày có đồ ăn không vậy? Nếu này, thế này trong nhiều đồ này. Nhưng mà em quăng ra như thế nào ấy? Kéo vào chữ drop đây anh. Vào trứng bấm vào hòm đồ xong kéo vào chữ drop ấy. Thầy nấu lên nha, nấu lên ăn nhiều nhiều dinh dưỡng hơn. Ăn sống được luôn á. Vâng. Ăn sống được là nấu đi. Nấu cho nó lời. Ăn sống đi cho nó nhiều protein. Trời ơi toàn lông ạ. Ui. Đây nhiều đồ lắm. Thú ít ra lắm, mà thú mình đúng con cơ, nó còn bé bé. Ờ con nào có thịt đấy, nó có thịt mà quên mẹ mất. Ấy có quả cầu ơi, lông quả cầu nhá. Đi Ngạc ơi. Về mọi người đi. Ừ. Ủa, anh có mấy con khỉ này. Để cho nó hiện Ben ơi, muốn bắt khỉ không? Không. Cái gì cơ? Cái gì để cho nó hiện ra cái xây nhà vậy? Về xây nhà nốt vậy. B. Em chỉ đồ ăn với. B trong cuộn chuột. Anh mới đưa này rồi, mới được thấy ba quả chuột. Ở mắt toàn rồi. Ít vậy. Đi con. Ê con khỉ này khéo nhặt cho mình ấy đấy. Trời ơi. Ui cho mày con gì này. Ui. Con gì đẹp thế này. Ủa, phát travel như phát travel về nhà mình được luôn hay sao ấy đấy mày. Phát travel ở đâu nhà mày? Ui, này có cột. Đây là phát travel này. Đâu. Ôi về nhà đâu. Ui, được không anh? Được thì đợi em lên. Con hươu rồi anh Ben ơi. Mình bắt con hươu không? Khó bà con nó uốn chết á. Em phát travel mất tiền không anh? Được. Bắn một con từng con một không? Em chạy lên cho anh. Thì tôi là khắc nghiệt. Ủa, phát travel nhanh vãi lìn. Anh về luôn rồi à? Ở những cái về luôn rồi. Em biết phát travel ở đâu? Nghe cái trong làng ấy. Ừ, nhiếp. Trong làng nãy của mình có cột à, cao á. Sáng á. Được đấy, để anh thử nha. Mày không sao đâu. Đây, anh qua lại này, anh phát cho bộ lại. Phát cho bộ lại coi. Bây giờ. Ô, nó đi rồi, anh Ben ơi. Đi ra đâu rồi? Ấp được à? Ừ, ok. Không thấy tên anh nhỉ? Quay lại, qua chỗ cái làng cơ. Góc đẹp rồi chứ mày. Anh thấy tên em không? Báp đi. Thấy. Quay lại, đúng rồi đi. À, đúng. Bố anh vào cái hang này đây định vị nó ghi anh ở đằng sau. Lắc là gì nhỉ? Cái hang này có gì không?
Em gọi con này là chưa đi hết. Bấm vào tên của chị. Làm nào để thầy miếng đồ ăn. À đây đây thầy thầy đây. Ngã có mất máu anh nhặt. Làm đồng vàng chứ mày. Chắc là có chứ. Không. Đủ cao là nó mất máu ạ. Đi 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 anh ơi. Thấy xe nhà đây. Đồ ăn xong mới cho tên được. Mở map lên nhìn vô cái chỗ nhà mình là được. Không phải tên chỗ nào. Có chữ travel. Tower à. Đúng nhất. Thấy không? Thành mái nhà. Con mẹ chém mẹ cả cái bàn thôi. Không. Cái chỗ tower ở Rain Syndicate á. À đây em thấy em thấy. Là base á. À em thấy đúng. Ôi được cái chết em luôn này. À. Đấy à. Phải à. Vâng. Bấm nào. Ben ơi đứng yên lại cứu em là được, để mất con này sao. Em sắp bắt được con nó rồi. Mình xây cái bàn workbench nó trong cái dòng xanh là được. Không biết đâu anh ơi, cứu em là được, Là khi mà mình chế đồ là mấy con bé nó tự vô nó chế giùm mình. Quá. Mặt của em nó ơi, nhà ngoài vòng xanh thì sao anh? Không sao gì. Ở bên này này, không nó chúng ta lại. Ôi giời ơi. Nó dòng xanh nó chạm vô cái chỗ nào mình để workbench ấy. Thì lúc mà mình chế đồ nó mới chạy vô nó chế đồ. Bé đã trốn đi. Sao mày có thể nói muộn như thế được nhỉ? À. Chỉ phụ chế đồ. Ui da. Phụ thay nhà. Thôi đi học bắn chết nó đi. Anh Tích anh có đồ ăn không cho em biết anh Tích ơi. Thằng bột mẹ đi tìm đồ ăn từ đầu ghê quá. Mình phải chung một cái workbench này. Ôi dồi ôi. Cứu hàn em tôi nhớ. Không sai ngơ mình đã đặt đồ lại. Đi gõ gỗ vậy. Có bao nhiêu con Pokemon thì mình xây bấy nhiêu workbench. Cần chết rồi nè. Mà giờ kiểu mình có thể nhét giống như là nô lệ trong Conan vậy. Ui có Pokemon level 20 đang đi đuổi thằng đéo nào kìa. Cú han em tôi nhớ. Khiếp, level 20. 20 thì chịu. Cú han em nhà David với. Hai anh em nào đó. Em chạy qua anh Ben ơi. Em chạy qua nè. Bắt đi bắt 5 con nữa lên level vợ tức. Ờ, bắt 5 con cừu á, rồi bắt 5 con cừu. Mọi người làm cái tutorial rồi. Mạng nó tin mày rồi bố ơi. Tụi báo cô ta, tụi báo ơi. Quanh cho thú đấy, không phải hoa quả đâu. Bị nóc. Ở đâu? Chứ cửa nhà mày. Giờ mình phải khai thác khu này nhanh đó mọi người, chứ không là nghèo tới nơi đó. Sắp sửa bị rét rồi. À. Bị rét rồi bị uốn à. Ừ, ngày bao nhiêu? Conan á. Ray nhà hả? Tới Ray nhà mình á. Ray mình nó tới nó chơi mình á. Cây đéo cây bất tử vậy. Vậy là mình phải ở chung hay tích chứ không phải ở riêng à? Em hỏi ngu khác là mình xây nhà xong mấy cái cây đó có mọc lại không vậy? Nó đi bắt, nó chỉ đi ray những cái vui nào mà có cái pokeball, cái bàn chính thôi. Quá. Tính ra là trong đây có mỗi một vui mình thôi đó. Để em xây cửa sổ bên này nhìn anh bảy cho dễ. Chết cả mẹ rồi, tao bị cháy nhà rồi chúng mày ơi, làm gì bây giờ? Mẹ anh! Ủa, em nhớ anh mới xây nhà. Ủa, sao lại cháy nhà được ta? Con Pokemon thằng đéo nó, trời ơi, cháy con mẹ hết tôi, trời ơi. Bắt lửa. Trời ơi, cháy mẹ hết tôi. Dài quá anh ơi. Ôi nhà gỗ bắt lửa à. Thế nào nguy hiểm thế nhờ. Quá nguy hiểm vậy. Đánh mẹ xe bé thôi, muốn một cấp ra sau. Được. Dài thật quá liền. Là được. Ừ. 18 mới xây được nhà đá. Thôi, được. Thôi, có Pokemon lửa mình Khôi. Có đây nè. Nhìn Khôi qua đây. Đa đen Khôi. Anh bỏ vô bạch ti của anh đi. Đéo chạy được. Rồi. Bỏ vô bom. Phá. Nấu đồ ăn cho anh nè. Anh quăng con Pokemon lửa vô cái đó rồi. Rồi rồi, tự nó làm mà. Chết mẹ các em ơi. Cháy hết rồi, đéo có gì rồi. Làm lại từ đâu. Mẹ thằng nào đi lưu con Pokemon về đấy. Con nào anh, con 20 ạ? Ừ. Không bô. Không em. Ác vậy. Em bảo nó đừng chạy vào làng rồi. Bô anh ơi. Không phải em. Em bảo mày. Trong vòng xanh này, ai xây nhà to thế trong vòng xanh này. Người xây nhà ở ngoài đi, xây ở trong là vướng chỗ. Ủa anh ăn nhà to thế rồi. Nhà to quá là cứt này. Ai đây, anh xem nhà ai đấy. Thằng Đép. Không biết được. Này. Đép nào, em nhà cạnh bảy anh Nhạc ở đây. Mẹ tí. Cạnh nhà thằng Pokemon là nhà ai đấy. Không biết anh ơi, anh đổ đúng rồi. Độ cái đéo, độ cháy cũ hết nhà rồi.
Không, cái này hồi nãy của anh nè. Cái này em qua em dở chưa? Thế là anh độ rồi. Đây gỡ lấy đồ đi. Anh Nhạc xây cái cửa sổ anh em mình ngó nhau cái nhá. Hợp lý luôn. À, nhà đây với trên này à. Con đây mà. Luôn. Đấy, view đẹp luôn. Chúng ta không thể nào mà xây cái tường thẳng được. Chúng ta phải xây cái tường cửa sổ. Đừng lầm đồ anh nhé. Mọi người ơi, cái trời nhà em bé quá không xong lấy đồ anh đâu. Cái nhà nó còn mất máu từ từ nữa. Không quá. Ủa nhưng mà đây có con dứt ngồi sửa nhà. Camry to lắm này. Thì nó mới có cái repair bench đấy anh. Con màu xanh là cây đúng không anh? Repair bench là sửa đồ. Ủa cái này dễ bắt hơn á. Rồi sao không có cục đá. Ủa con Hưu nãy được chết rồi mà. Con Hưu chạy đâu rồi anh ạ? Không thấy nó nữa rồi. Vâng, nó bị mất rồi. Ảo thật đấy. Em đã có cái giường rồi nhá, bê. Xây cái mái kiểu gì đấy Tùng, anh đặt mái đâu được. Đặt, nhìn vào mái anh ạ. Nhìn vào mái đặt anh ơi. Nhìn vào mái là sao? Có cái mái, anh nhìn vào đánh đặt thôi rồi là vào mái. Được. Ôi, quả cầu thu phục Pokemon là cái quả màu xanh nước biển đúng không ạ? Đúng rồi. Mình có này. Ôi nhưng mà anh đồ bị cháy nhà thật á? Cháy thật, cháy chứ đùa đéo đâu mẹ à. Bùa nó lua Pokemon về cái toang luôn. Ê, anh Khoa mà chê cả. Ủa Nhím ơi, ngoài này có cá đuối này Nhím ơi. Lại em, lại em. Em bắt được con này rồi mà, em bắt được con cá đuối rồi mà anh. À. Vâng. Con Nhím cho tôi cái con kia không ném ra được với Nhím, nó bảo nó đéo muốn xuất điện nữa. Ôi chết rồi. Ê, nó đéo cái chất liệu nhà nó khác mẹ nó xịn hơn à? Đâu phải sau này anh ạ. Có nhà đá nè, này đỡ đi anh. Mình nghèo ở nhà gỗ đây anh. Tâm tù bút nó vào trong người. Pokemon không sống trong nhà được á? Shit man. Nhỏ hay được. Ôi trời ơi, xây nhà nhỏ thôi. Ủa em đâu rồi Nhím? Ủa nhà em cũng bé tí hơn luôn. Em đang ở cái cầu bên này ạ. Xây một tầng thôi nhở anh em nhở? Hay hai tầng ta? Ê mình bắt cái con level 10 đi anh Ben ơi. Ê em thấy anh ngồi này, em thấy anh trên núi này. Ôi anh có thích đá gà. Cái gì? Thích đá gà. Mẹ nghe tệ nạn vậy. Ngươi đánh yếu lắm rồi thì ném vào cầu ra kiểu gì ạ? Quy. Mẹ nhà còn chưa xây xong. Mẹ mày con hiêu đâu nhở? Sao không xây mái được nhở? À, nhạc đây à? Nhìn vào mái không? Bên đây cái con level 10 anh bảo đâu rồi? Quay yên hẳn. Ô em đang ở chỗ như kiểu cái thành ấy, có gần mọi người chưa? Ui nhìn tên ấy, có tên. Ui, chạy. Tên ở chỗ nào nhà anh Khôi Béo? Cái feedback là tự ra đồ ăn hả mọi người? Anh thấy là... Anh thấy có tên nhau mà đường là đồ ăn cho mấy con Pokemon. Em nhặt này. Tên nhau là anh vào vui rồi. Ui, em vừa lấy ăn hết của mình luôn. Em chưa vào. Mình ăn cũng được. Hay là mấy con Pokemon nó đói nó không làm việc đâu. Ok kệ rồi anh ạ. Cho sướng chủ, anh làm cho khổ chủ vẫn phải sướng. Có Pokemon nó đi theo mình vậy anh? Tự ôi đây, con hiêu này anh Ben. Ừ. Mẹ nó chúng đau lắm đấy nhá. Em biết cách rồi, em biết cách cutter rồi. Anh để em tí, để bạn đã lúc em phải dùng con này. Ơ game đều có ban công à? Anh còn cung anh Ben. Ui, xây hết cửa sổ ra nhà thoáng vậy. Em hút con này đi. Có hai cửa sổ đi, đừng có xây cái... Ben ơi, gọi con gì ra để bắn cung em đi. Không. À đuối đâu. Nhìn nó bí lắm. Nhìn bí lắm. Ê, đây này. Em xây ultra cửa sổ luôn. Nhạc ơi, cứu anh với. Leo đắt. Sao vậy? Ngay ngoài cửa thôi này. Em đang bị nắng rồi. Cái bàn đi cho nó hồi máu. Con ở đâu? Ai gần không? Đây này, bàn này này. Ở nó kẹt rồi chứ mày. Đi mẹ làm mái cứng lên như nào? Anh tháo ra. Làm mái. Bấm ném nó vô cái việc đó. Ôi, leo lên trên đó thử coi. Ngủ xe lắm. Con ăn đường chết rồi. Nhau với bên kia thì bảo tôi mau. Bấm ép vô xong rồi kéo nó vô. Đây con Hana đây thôi. Ở giữa. Kêu. Ok. Rồi. Nó gần chết rồi mà. Đây rồi, được cứu rồi. Nó gần chết rồi, phải bắt nó. Ui, có con to này. Thank you. Được không? Được rồi. To bằng này không, Bomin? Được không anh? Bên đây nhìn này. Bên. Ủa, nó ăn quăng chúng sao mày lụm vậy? Game đéo lan can. Hả? Ủa, sao mày lụm được? Anh không đéo lụm được. Thì ai ném thì ăn thôi. Ý là ai ném trúng ấy. Cái quả đấy mình cũng phải ném thôi. Pingwin. Để khi nào em
để anh em đi bắt con khác. Được, con này hồi máu đấy anh ạ, thì mình mới chiến được. Con mà, quá cầu rồi, cứ bấm nhầm quy bây giờ mất ba quá cầu rồi. Ở đây. Ở đâu? Xe chim lên đi. Wait a minute. Anh em, về xây nhà đi. Để hồi máu em bắt anh em khác. Anh em ở chung đi nhanh anh ạ. Bây giờ anh em mình hợp nhau đấy. Đi bắt Pokemon. Cái đi mà. Em bấm nhầm quy mất ba quả cầu rồi chứ mà. Ừ nha. Ôi vãi lìn. Em có 14 quả này. Em chia tím chia. Ôi vãi lồn nhiều ấy. Em cầm một chị Ali. Không phải đi về hướng đó đâu. Không, tức là đi về hướng ngược lại đúng không? Cháu lên trên đúng không? Bắt con này đi. Con này yếu chưa? Yếu rồi, bắt con rồi. Đang tìm đường. Đây đợi tí. Để tao thả một con ra. Con nào? Con cho bạn anh ở bên trong rồi. Con ngu nào ngu vậy? Anh lên nó đẩy tao này. À, hôm nãy thằng nào vừa khen trò này xây nhà hay xong. Đúng mà. Thằng Quang. Thằng yếu đây, bắt yếu đã, bắt yếu đã. Yếu lắm rồi, yếu lắm rồi. Nhìn đi Tích. Kéo được rồi. Có bắt nha. Ô sao overlap nhỉ? Con gà mày to thế. Được rồi. Ừ đúng rồi, quay lại. Ai có thương con này, ai lấy không? Nó còn để cái campfire cho nhà. Bây giờ tao muốn quặt mấy con mà chết rồi ra như thế nào nhím? Anh ấn vào party ấy. B party. Ấn vào party anh ơi. Con nào vừa đi mất. B xây ra kiểu gì hả? Cứ B xong rồi gì nữa. À, em biết rồi, bây giờ em sẽ về gửi vào trong ấy, gửi vào trong hòm của mình. Đúng rồi. Em ai cần con gì thì lấy con đấy. Khó xây cái máy thật đấy thì tại em xây được cái máy không? Mày à, mày tao chịu luôn á. Như nào? Có ai xây được cái máy không? Em bảo nhá. Party xong rồi đặt cái máy ngang lên trước. À, đang rồi vào cái sàn ở trên xong rồi bắt đặt cái máy kia sau cho dễ. Anh gửi này anh nhạc ơi. Hôm qua em học anh Quang mới được. Ôi, gì vậy? Đặt cái sàn ấy, đặt cái sàn lên trên trước, xong rồi em trèo lên. Rồi em đang đặt đấy nhưng mà em không để nó lên cái lan can máy được. Con gà ngay trước cửa nhà mình đi. Em bây giờ xây nhà đi chú ơi. Ok anh ơi. Anh nói sẵn hết thú ở đây đi. Rồi. Con gà con tích à? Ui. Sự ui, Ben ơi. Ê, Ali ơi, cái này là cái gì hả Ali? Ủa bên này có trứng này, mình qua bên này được không? Đi. Nhảy vào trong đó. Ê, chị nhặt cái cục xanh xanh kia đi. Đây, chị có trứng màu xanh là cây. Ôi, cái đó là cái Pokemon xịn. Nhặt hết đi chị. Không, đang bảo là cái chị đứng xích vào ở giữa luôn. Cái màu xanh bên này trong kia có gì màu xanh là cây này. Sao anh Quang xây được kiểu cái foundation nó cao lên hẳn vậy? Ủa anh Quang ai xây mấy tầng kiểu tùng béo kìa, vãi cả lúa nhỉ. Em đặt ở cái chỗ cao nhất. Cái vào em mới biết được. Mẹ ơi, nhà thằng béo đó đây. Cái chỗ em định xây. Nhà tùng béo á, chung cư á. Linh là ai ơi Tài, cái này xe bộ được qua bên kia không? Không có mẹ cư luôn. Cái bộ xăm bên này không? Ủa? Được rồi. Nhà kiểu gì nhanh cái nhà nhỉ? Em đập lâu quá. Ai ấy? B xong rồi bấm C em ơi. Nhà em mấy tầng mèo đấy, bố mèo đấy. Đây bộ của mình. Bố Mai ơi, mày chặn hết view của anh rồi. Cứu. Ủa? Tầng quá. Tí tầng nhỉ? Trời ơi, anh xây ở đây để cái view trước mặt mày lại xây ở đây nữa thì bằng nhau à. Trời. Xây sang trái đi. Cái này là cái gì hả Ly? Sang trái đi, sang trái đi. Quả trứng này. Người tay lên được đúng không? Ừ. Mở cũng được. Đây, ăn được. Trứng Eku cái gì nhở? Bố Mai ơi, anh bảo. Eku bay cua đo. Khỏi bấm nào, khỏi bấm. Đây là anh bảo, bố Mai. Cái này con gì này? Em xây ở đây hợp lý nhất này. Đâu? Thôi để em đi kiếm chỗ khác xây. Đây là không chỗ cục đá này, em xây nhô. Con lửa này bắt không? Con này lửa này đi cùng cho nó đỡ lạnh đấy. Nó cạnh cái bảng kia luôn, nó lại hợp lý luôn. Biết. Như chị bị lắc hay sao, chị bị quả. Huy thế. Đó, chỗ đấy hợp lý á. Thì tìm nữa. Mình sẽ campfire giữa nhà có cháy không ta? Dưới. Ấy con dịch đang ngủ rồi. Tôi đã thử qua không cháy. Đây chứ đúng không? Đây gì? Không, dưới. Đây à? Ô giật quá ai đâu. Đây số 4 á. Số sò vậy. Đây á. Đó, đúng rồi. Ui. Ê, ta có 2 con cưỡi được này nhưng mà mình phải tăng điểm. Cưỡi gì? Ủa sao server lag thế nhở? Lag quá anh Huy ơi. Tôi chết rồi. Cấp cu. Trời ơi, lắc nhảy phát vào đống lửa ạ. Hai bìu thật. Anh cũng thế. Ừ. Thôi chị đi dưới đi xuống dưới, đi xuống dưới luôn. Anh Quy ơi, cho đồ ăn anh Quy ơi. U. Cho tao ít đá đi, tao sẽ thử yên con này cái. Đá bên cạnh nữa. Không, đừng đi đây. Đâu. Thử. Có cục đá đây. Đây đợi tí. Đói mẹ rồi. Rồi đâm thẳng xuống dưới luôn. Đá này không đập được. Cái campfire chứ mà. Đây. Pokemon dư này để làm cái gì chứ? Trái xíu nha. Wow. Để up.
tôi mù à. Nâng cấp. À, chỉ cái đâm xuống dưới là được. Ui, mẹ trò này còn đéo có cả lan can mà xây luôn ạ. À. Gà nướng kìa đép. Đặt thêm gỗ anh ơi. Đép gà nướng. Gà nướng á. Gà nướng á. Đâu 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 đâu. Rồi đi em lấy nấm gà. Làm kiểu gì nhỉ? Làm cái file kiểu gì nhỉ? Bấm B lên xong rồi bấm EQ để tìm cái. Đánh con này đúng không? Từ. Có được không? Bật tắt lên, không chết bây giờ. Này bật tắt này. Technology. Đây lên đây một vùng mới đấy. Quá trời luôn mà giờ. Anh em ạ. Phải rớt rớt bất bất đề đó. Đây này. Rồi đúng tí rồi. Thôi về thôi. Bấm ngoài là cần gì? Ở đây còn một viên. Ở đây còn con con ấy kia kinh rồi. Bên này có kho báu này, qua đây. Ơ cho chết nhà cứ ra ngoài đi, ra ngoài đi. Đi đấy, được gì đấy, được gì đấy. Ai làm gì nhỉ? 500 vàng anh ơi. Lăng chuột giữa. Đói nhớ có bên nghi này. Lại đói, lại đói rồi, lại đói. 10 cái gỗ đi, đập cây. Ai đừng nhặt à, hay là chỉ mình mà nhặt thôi. Mỗi bên đây rộng lắm mà nhíp. Nhíp nhíp. Vâng. Em bảo này, mỗi khu nó sẽ có một con boss. Mỗi khu sẽ có một con boss. Kìa, mọi người để ý trên map kìa. Nấm bên, nấm bên. Nhặt nấm bên nữa. Ừ. Thế à? Thế cơ? Thế cơ? Sao? Chuyện nghĩ gì sao? Nghĩ gì sao? Nhím bao giờ? Ô, game này nhảy. Có đồ ăn hoàn tất rồi. Có đồ ăn không? Ơ, tài. Tao chế được yên rồi mày làm bản chế cho rồi không? Chế được yên đấy. Đâu đâu đâu. Ui, khu này anh em mình xây thoải mái luôn, khu này rộng hết. Này, tao giúp mày bui được này. Bảo không giúp được. Khu này còn đem con thú đi chứ mà. Ủa, gỗ ăn sao vậy? Từ nha. Thiếu gỗ ấy, chặt gỗ á. Trời ơi, hết mẹ gỗ rồi. Đặt cam phai đây, đặt cam phai đây. Để ai đó chế cho bộ quần áo cho đỡ lạnh. Chặt gỗ đi. Lòng. À, rất ghê. Ui, 500 vàng này ơi. Đấy, à, cái này phải từ trong bay à. Ôi ơi, ở đây có chỗ di chuyển nhanh này, về nhà đi. Về nhà xây đi. Xây hay xây ở đây. Hay xây xây đâu. Ở đây à? Hay là mình chỗ này rồi. Không còn một cục đá nữa. Nhưng mà chỗ này rộng này anh này, chỗ này rộng phết đấy. Ôi, xin mấy cây nó rộng mà xây thoải mái. Chặt đấy. Ôi, đừng đấm này, đấm chiên này. Tại vì ở nhà mình đông lắm rồi. Mà ở đây cũng có cái fast travel nữa tiện này. Ừ, đi qua đi lại được mà. Xem cái móng của mình như nào hả? À? Sao để xây bắc thang lên tầng 2 nhỉ? Mình làm mọi người bất ngờ đi. Mình sẽ xây một cái lâu đài ở đây. Ừ, đúng. Đây, ba anh em mời ở chung đi. Ba anh em mời ở chung. Mình làm một cái lâu đài đi. Xây được xong cái foundation không nghỉ game. Mẹ bất ngờ quá các em ơi. Bất ngờ quá. Tuyệt vời luôn á. Lâu đài luôn. Mong chờ quá. Quầy nắm xào, nắm xào. Tân thế nhỏ. Điện ơi. Chết rồi Tài ơi. Cái này không phải để chế yên rồi. Cái bàn này không phải để chế yên rồi Tài ạ. À. Trời đang lạnh à mọi người có bị trời lạnh không? Có ạ. Có. Chưa. Ôi, trời sáng đi bắt một cái món này. Cầm đuốc chị ơi. Cầm đuốc à? Cầm đuốc hoặc là làm cam phai. Ê anh bảo này, nếu như mà mình không ở trong vòng xanh là pet sẽ không giúp mình được à? Bét trên tay anh thì nó giúp anh được, anh ném nó ra. À thế á. Thế con nào là con giúp chế độ đây mày? Con nào có hai tay anh ạ. À. Nghĩa là mấy con mà bốn chân thì nó không giúp được. Nó có tay nó mới chép, anh chế được. À đây. Em cọ luôn. À đấy, nó biết chế đấy. Nó có bắt con heo nó lấy cái sừng nó chế được đâu anh. Đây cái tay đây à. Ôi anh Tích ơi. Nhưng anh phải phụ nó nữa, anh phụ nó thì được giảm thời gian gấp đôi á. À, được. Tích ơi. Rồi con thứ ba nó sẽ giảm thời gian gấp đôi của cái gấp đôi này. Vẫn tìm cách đặt đi em ơi. Repel Dam. Hai con ra luôn rồi. Được. À, không, bàn nhỏ hay một con thôi. Ê, trời sáng rồi anh em mình đi bắt thú đi chứ mày. Ủa không làm nhà ấy. Uầy, đi bắt pet về làm nuôi lại thôi. Không làm nhà là. Anh chặt cây nhá, Ê, vải lấy ở đâu ở chúng mày? Ủa sao này nó có cái gì target gì em tích. Lấy mấy con kiều xong rồi chế anh ơi. Lấy bông xong rồi chế vải. Tích ơi. Nó có trong chế độ chiến đấu rồi sao. Tích. Thu vào lém lại. Tích ơi. Hả? Thế em hỏi chế cái yên thì dùng mình tăng cái bảng nào ạ? Con này cứ đòi đánh nhau. Chế cái yên phải bắt được con Pokemon nó trước. Xong nó sẽ unlock cái công thức để mình học. Xong mình vô một cái bàn mình chế. Khôi ơi Khôi. Dạ vâng em bắt được nó rồi ạ. Rồi, giờ unlock trong chiêu rồi đó, coi chiêu nó level bao nhiêu. Này ơi.
nâng điểm á, coi cái nào có mặt của con đó đó. Đi đường nào nữa hả Ly? Dạ vâng. Đường này à? Dạ vâng. Là đi hả Ly? Em không biết nhưng mà... Dạ vâng. Chị bật ngồi em xem nào. Đi nhà ngoài vòng xanh bố ơi. Cái gì hả? Đi nhà ngoài vòng xanh. Đi tiếp theo mang xong đi. Là sao? Bắt đầu. Ngoài vòng xanh này này. Đi mang theo xong á. Ủa sao anh Quang bảo em xanh nào? Đi đường nào? Đây, đúng luôn nhà đây xong. Ven ơi. Nãy nhạc kêu làm sao. Con bò trên kia thì anh muốn lấy con bò không? Em bắt con bò. Bò đâu? Cái mèn theo trên trên này này. Bắt con lợn về cưới đi nhỉ. Ờ đây này. Ờ con lợn đây này, đây là chưa. Đi 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 em bắt rồi. Bò cũng lợn. Lợn lợn mà. Em lợn lợn. Anh ném quy nhá, anh nhớ ném quy nhá. Đâu đâu anh xanh đây là. Trên này trên này. Sao mày biết? Em thấy nó mà. Vừa thấy nó xong. Em chát âm nhạc. Trời ơi cái này nó không có cái lan can bực mình đó nha. Đây rồi, đã tìm ra cách đào quá. Ê, đủ má, đã cao lắm, đéo biết leo được nhím ơi. Được mà, được mà. Được đéo, cao lắm. Nhớ phải để ý lực nha. Ly múc. Nhiều khít nhím ơi, nhiều khít nhím ơi. Lạc quá. Có đẹp mà. Nhỏ. Mà. Ê, sao mình biết là con Pokemon này nó có những cái gì nhỉ? Đồ ăn đấy chị ạ. Giết được không? Ủa? Là tay luôn á. Vậy à? Là thấy vừa đang đặt đâu vậy? À tại thằng Huy nó thuê server ở Brazil em ạ. Brazil. Rồi. Không leo rồi anh Ben ơi. Leo đường nhím ơi. Cái đường khác luôn nè. Ê làm sao mình biết được là con pet này có tác dụng gì hả mày? Anh check thông tin anh. Không okay, cái Pokédex anh bắn đi. Anh bấm tab lên. Mình qua cái phần bật ti á xong rồi anh bấm F cho nó. Ơ, tài đánh con bò kìa, tài đánh con bò bên dưới kìa anh ơi. Này mọi người ơi, cầm đuốc đánh được bọn nó nè. Con bò này anh Ben, bò bên dưới này. Anh Ben, anh Ben, anh Ben, con bò này. Anh lập rung đó. Rung ngon hơn. Cái con guốc của chết mẹ rồi toàn chết. Ê, nó là planning tinh với cả là farming là nó làm ruộng được à? Với cả nó trồng cây được à? Đúng 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 đúng. Anh quả trung cơ của Lâm Đình Khoa. Anh kéo lên con mấy con khác đi. Cho tôi qua chơi với. Ôi nhím ơi. Ủa nhau ơi. Dạ. À, mấy con này phải bắt được nó mới lóc. Đó hình như con xanh xanh nha anh. Đó con này đốt lửa nè. Con này sẽ nấu đồ ăn cho anh. Ừ, anh em mình không cần xây nhà đâu anh ạ. Cứ đến đâu mình đặt đúng đường đường chưa Ly? Đâu ạ? Mật mờ lên đi ạ? Không, mình phải xây nhà đấy. Cứ một qua cái chỗ bên kia luôn, chỗ mở map chị chưa mở á. Đi qua chỗ mở map á. Là đi thẳng tiếp hay là đi đường sau lưng? Em xa, du hành. Em không biết tại vì... Trồng cây. Đi qua cái cửa chị thấy cái em nằm ở đây bàn đấy ngươi không sao đây này em nhìn nè cái này gọi là cái đúng không phải có đi men qua phải trồng cây em ạ này gọi là so pan bed đúng không nhỉ đúng không? Không? Không không leo lên núi đó đang đâu đang gieo hạt giống ở phía dưới thì sao phía dưới phải đi đường này nhưng mà cái này là xây cái này gọi là cái gì hả anh Quang cái kiểu như là cái trồng cây cái chậu à cái em à phải xây dựng khắp nơi đấy em trồng cây cái level tầm 6, 7, 5, 6. Ơ thì ấp trứng như nào à Hà Tích? Blocking sai à? Ngày mấy tiền rồi tại là... Ấp trứng là còn lâu lắm anh ơi, anh phải giết được một con boss. Giết boss. Thôi để tao đi giết boss luôn đi. À. Đây có boss này. Ai ơi chếu tao cái pa kia. Mở cái nữa em xem nào. Trong cái hang này có boss level 13 dễ đấy anh. Anh em đi chung em 13 đi. Tại vì thật ra mọi người giờ giết boss cũng được á, tại vì con boss này là con boss tụi tôi rồi à. Ừ. Pa kia cũng plan đi. Mình phải giết á. Pa kia phải đủ đồ. Mình ấp trứng. Cầm cung lửa đi là xong. Kiểu hai cái cơ lót. Lót á, lót. Ôi anh có cái bộ kia gì này? Lót tao có đấy. Ừ đấy, mình phải xế được hai cái đấy. Nhưng mà thiếu một rồi. Mày có hút được. Hút được cái gì? Lóc, gỗ à? Lên. Đéo có. Tao có này. Có này. Ui dùi, ném nhầm. Ném đi. Ném đi là cưỡi được rồi. Ôi giời. Không biết ở đâu cả. Tìm được. Đặt luôn đi, đủ hai cá luôn này. Không, mày phải chế cái workbench cơ, tao mới chế được cái kia. Tao mới chế được cái... Vải kiếm ở đâu vậy anh thích? Thích cầu. Vải chặt mà mấy con cừu ấy. Không xây được cái đấy đâu anh Độ ơi. Ơ? Cái wood với pladium. Cái đấy là cái xây một cái em xây được một lần đấy à? Tao pladium nhiều lắm. À. Cái wood với cả hai cloth thôi. Mày đưa wood cả hai cloth rồi. Cloth mày nhặt cái còn nữa. Anh nhặt cái nào đâu? Cho cái nào tại ạ? Hai cái đi. Anh Ben cho em hai cái cloth đi.
Ủa? Áo ông kìa. Đã chế quần áo rồi. Này không có thang lên tầng 2 ngạc nhỉ? Thế xem một tầng nữa nhỉ? Không có thang đâu. Có thang mà. Có cái thang kiểu dạ, thang chống vào cổng luôn. Thang vào cổng luôn. Ê, có thang, thang lên tầng 2 hoặc là mình leo lên à? Hai clock để chế thử cái này cái. Là sao? Có cái thang wooden step. Ba đêm đó. Thì đấy, thì là leo lên thềm nhà thôi chứ làm sao? Ơ, anh xây được trong này hả? Không không được nhỉ? Ai chế phụ anh cung cái. Được mà. Anh chừa lỗ ra cho nó xây. Thôi để. Rồi ngon. Anh chừa lỗ ra, lỗ xây. Ben ơi giúp anh Ben ơi. Giúp. Xây được mà. Thì cái bàn này nhanh. Tao đang chế cung rồi. Bỏ đi rồi chế tiếp được mà. Cục oi để làm gì ấy chúng mày? Bàn này quan trọng hơn này. Mẹ ơi, chế đến đồ xịn đấy. Đây rồi. Đây rồi, chuẩn bị được cưỡi rồi anh em ơi. Đây rồi. Tao đang chế cung, À bài cung nghe. Ê. Cứu. Nhanh hơn không? Nhanh hơn được tí. Nhanh hơn mà. Bịt mẹ mày, mày đáng chết, thực sự luôn đấy. Thì băng lượng đi. Bây giờ anh em mình là liên đoàn. Đã thật chứ. Anh đừng đùa, em có Pokemon đấy. Nhìn đây. Trời ơi, Pokemon level 3. Mày hãy nhìn siêu Pokemon của tao đây. Đâu? Ui. Được chưa? Vãi view rồi. To thế, để bắt một con. Mình mở cuộc thi Pokemon PC, Pokemon ngoan mạnh nhất. Hả? Mở em mới nữa. Đấy. Mọi người tìm thấy kiều nhỏ, sao không thấy kiều nhỏ? Tao lắp thử ra. Anh kiểu ơi, có cặp hươu này, cặp hươu tím này. Ôi ôi, bắt bắt về cưỡi, bắt về cưỡi. Thế kiểu gì? Anh bắt với em chứ, em sao? Thiếu stone Tài ơi, thiếu 10 stone thì tao sẽ được thêm người yên nữa. Thế con này chắc phải có Bula mới bắt được chứ, mẹ bắt thường bắt thì đéo được. Bula. Ui, nó chạy nhanh lắm. Con này cứ vào gần nó chạy à. Con này bắt kiểu gì anh thích? Lấy Pokemon là đánh nhau như nào. Pokemon này. Ôi. Tài, con này farm đá nhanh lắm. Đi phải một hút 30 đá này. Ui, thế nó kiểu vẫn lượm được cái nhỉ. Được, từ từ để tao xuống đã. Chế thêm mấy nữa anh em farm nhanh. Đi, ra chế yên đâu. Thế là con lượm nào nữa không? Thế rồi, bố bị nặng người rồi. Tao bên đây có con lợn này. Có đây nhiều lợn lắm này Tài ơi. Đây để phát lượm. Từ ta chế yên nha. Anh em mình cứu lợn đi. Mày chế hai con nữa, chế hai yên đi. Rồi. Đẹp ơi, đồng loại em này, telephone. Nhiều voi vãi lì đi coi. Hòm đâu hết rồi. Ây ôi, lượn của ta. Mình sẽ để dành. Bắt đây là có yên. Ơ, để một Pokemon mình tấn công nó thì ấn như nào anh Tích? Hay quá lợn ơi. Quách cả lì. Ây, thúc một giật này. Đây vừa 1 đấy. Bấm số 4. Peri à? Thấy Unip. Rồi sao nữa anh? Rắm vô cái là được. Ê, bắn chết nó là không bắt được rồi đúng không? Đúng rồi anh. Chết là ngấm mình ơi. Ôi, nó ổi kìa. Này, em muốn con Pokemon em đánh nó, em phải quăng E vô mặt con Pokemon em muốn đánh. Lấy nữa tự đánh. Phủ bắt con heo đấy. Đây em đi anh ơi. Tao quýt tụi mày kìa. Ôi. Gì đây? Đánh con nào? đánh con level 6 kìa. Thả Pokemon anh ơi. Thả Pokemon anh ơi. Ok. Chăm gì nó rồi. Bắt con level 4 đi. Bắt level 4 anh ơi. Bắt một con thôi. Rồi em thu con này ạ. Con của em khỏe quá. Rồi bắt đi. Ok. Toàn giết vậy. Anh này chắc chắn không chơi Pokemon rồi. Đánh nó còn chấm máu đi, thôi. Đi nghèo ơi, cứu tao mày. Ủa. Cứu tao mày. Nó thật đấy hả? Cứu tao mày, nhanh đi pam. Này, hay là anh em mình ném hai con Pokemon ra chơi đó đi anh ơi. Đây, tao đánh nó gần chết rồi, à. Ném ra là bắt được rồi. Mày trưởng kinh quá. Bỏ vào nhau anh. Hai con hồi máu rồi à? Bắn đéo đi, anh sắp chết rồi. Ơ kìa. Ô, lát. À, em ra ngó tí xem nó còn chập máu thật không? Thật chứ đùa đéo đâu. Alo, mỗi em một con là đẹp đấy anh ạ. Ừ. Em qua cứu anh đây anh đội ơi. Đéo cần.
Đây đây đây, con kia, con kia, mày thấy chưa? Mày thấy con kia chưa? Mày bắt. Em bắt cú trước một con nhá, em bắt cho một con nhá. Đi thôi. Yên rồi. Thôi anh rồi. Yên ở trong đấy đây, ở trong cái chế tạo ấy. Chết vãi. Bác thu mua giật đâu, bác thu mua giật đâu. Ôi nhồi. Đi về cứu anh em này. Sao có cái... cái nồi lẩu của ai... Cái bộ heo rồi đã, cái bộ heo rồi đã. Ôi hết Pokemon rồi. Em bắt được con, Kiếm heo tao ơi. Đâu? Ê anh ơi, em bắt được con, Trời ơi. Ui đi chơi mà dối thế nhở. Anh đội, đứng lại đừng đuổi anh kìa. Dối thực sự ạ. Để em gọi Pokemon ra tấn công nó. Tấn cái đéo gì, cứu tao đã. Cứu tao mấy. Cứu bôi. Hết heo rồi anh Ben ơi. Thế cái hết đéo chịu được thì tao đánh nó yếu rồi. Thì anh ơi. Pokemon em giúp anh đi về mà. Em bảo trên đường đi về dạ, có heo đi, bắt luôn em. Bắt nó, bắt lại nó. Dạ tao gọi Pokemon đi. Trên đường về có heo em bắt cho. Ủa sao thấy cái đam gì đang nhảy 46 ấy nhỉ. Ủa con heo này farm đá thì thôi. Đam mà con này nhiều heo mà. Tìm tí là có. Từ từ tao phải về để tao đi xuống lấy cơm đã. Nó không spawn kiểu ấy đâu. Nhà không có xây được. Khu nhà mình cũng có mà. Số lấy cơm các bạn này. Ê, chạy hướng ngày về đấy. Mày đi về sao vậy? Bắn chết luôn ạ. À. Ê, đi xuống ngay có không? Cho này thoải hơn này. Về cơ bản thì con level 4 của mình còn đánh thắng được con level 11 không ạ mọi người? Không, chỉ cho anh Ben con lửa ấy. Nhà nhỏ lại qua đi. Đúng mà, không được. Không, tìm con heo mới cưỡi được. Cái gì em? Con heo. Nhảy qua đi. Con lửa cưỡi được mà. Chỗ nào? Dạ. Con mai, con mai. Dạ, con đéo nào cũng cưỡi. Con nào mà... lật thế. Đập cưỡi được là đều có xa đồ hết. Ê. Nhưng mà con heo này là chế được sớm nhất. Lát quá. Tắt cái này xong mà chơi. Giật. Bông mai ơi, về nhà tôi tặng bạn cái tượng này. Tượng gì đấy? Chuyện lát quá chú mẹ nó lửa rồi. Ui, giật kéo chân. Ê, đừng đánh con này nha, con này, hai con này khỏe đấy. Thằng này khỏe đấy. Ây da, anh đội, nó bắn em. Anh đội. Em kéo nó về này, anh chờ nó đi. Tao hết Pokemon rồi. Từ từ vào. Anh cứ bắn đi, em bắt xong em đưa cho anh. Đưa được không? Được. Đưa được đéo đâu. Được, anh nhìn cho em mà. Đưa được mà anh. Ê, bắn nó đi. Nhưng mà phải ở gần mày ơi để quản chế chứ. Em hỗ trợ anh. Ây da. Nhưng mà về, phải chế lại cái bàn. Pokemon của em bắn nó rồi đấy, cố lên anh. Chờ anh Ben kìa. Không sao, tao đã mang Pokemon đỉnh nhất của tao ra đánh nhau với nó rồi. Anh ơi, Pokemon của em chết rồi. Cẩn thận hơn, bắn chết nè. Không chết được. Ê ơi. Ném Pokemon ra đấy. Anh Ben kìa, đấy anh Ben kìa. Ném kiểu gì à, em đang bò. Chết mẹ, Pokemon tao chết rồi. Ừ. Anh này cứu em, ôi nó bị chói, cứu em. Cứu. Ai cứu bọn tao với. Thầy Pilo. Em đâu ơi. Cứu bọn tao với, nhanh. Ai bắn đây? 36 giây, 30 giây. Cứ lên kia trước, cứ lên bột trước. Có con chó lửa này. Phát anh đổ chỗ nào nhỉ? Phát nhỉ? Trái kìa. Rồi. Mà nó yếu chưa anh? Yếu lắm rồi, bên ném một cái bôn ra được. Nó chạy chưa? Ok. Đây em đuổi theo. Nó ngay đây mà. Lạc quá. Đi ném. Thầy cứu anh. Bông ai ra ném một cái bôn nó đi. Qua vậy. Lạc thế nhỉ? Chạy không được luôn. Bị dân hồn thôi, bảo Huy đổi xe. Kéo xe vờ thôi. Kiếp chạy giật vậy. Lạc qua rồi. Chắc ơi, em đến với anh đây. Giật quá. Đợi anh ơi. Ok em ơi. Đâu, để anh ra cho em vào. Ở đâu anh? Thôi đừng phụ nữa. Xin đấy. Đây mà bột, mày đi đâu đây? Đây, ui. Nó đâu? Đây, gần đây chỗ nhà, chất nhà tao nè. Để em. Đâu phải ném. Mày chạy mà không có tên đấy. Cho ném Pokemon ra luôn thầy. Rồi anh ơi. Rồi thầy lấy tí luôn. Ném luôn thầy. Ném luôn. Mày chết máy ạ. Chạy ơi. Đi sao anh? Kia vòng lại kia. Đây đây chết máy này, chết máy này. Máy. Đâu ơi. Bắn đi kìa. À nhầm, ném đi kìa. Thế. Một máu, chết máu, được bắn được. Ăn rồi, chấm máu này là ăn rồi. Ăn rồi. Nó cao ăn rồi, còn một máu này ăn chắc.
đừng anh đừng VC đừng yên cho em vào ấy thôi. Anh Đỗ nhìn này. Giả tao được không? Okay, được không? Giả tao con Pokemon à Pokemon đi. Oh shit. Về nhà về nhà. Về nhà cất vào máy xong anh Đỗ kéo vào nhà vào người anh Đỗ là được. Máy nào ta? Máy ban bóc ấy. À máy ở giữa. Giữa làng à, giữa làng à. Đúng đúng đúng. Đâu 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 đâu. Tên cho bột. Bao giờ thì cưỡi được cược thú của mình vậy? Lên lên level 5 là cưỡi được mà, chế cái yên là được. Chế cái yên là ngồi được. Ôi chúng đéo tặng tôi bức tượng đẹp. Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn. Đâu bạn, đâu bạn. Anh Huy ơi. Được được được. Em đồ ăn. Như em này. Mày thấy tên tao chưa đẹp? Anh có làm không? Anh có làm không? Biết chu cây. Trả tao con Pokemon đi. Ôi. Đưa em cho anh con này này. Đéo. Ôi chị cả sắp chết rồi kìa. Không, con này cơ. Con này cơ. Không con lúc nãy bọn ta đang bắt đi, bọn ta bắt mẹ bắt mãi không được. Anh Đỗ BC. Đây 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 đây, em có con này mà, em có mà, em đây em vứt đây này. Anh Đỗ. Đâu 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 đâu, lấy ở đâu? Em vứt trong ngoài này. Sao không thấy? Hả? Không thấy. Đây này, con hươu em vứt trong máy này anh Đỗ. Sao không thấy nhỉ? Ô có con nào bị lửa đốt này. Đây Đỗ ơi, đây này, đây này. Ta đây nhặt dưới đất này. Anh Đỗ ơi. Đâu? Đây đây đây. Em bắt được một con hươu. Ok. Thế rồi. Em xây cục cái cam phai cạnh rồi, cái xong bàn. Lấy ra kiểu gì? Con... anh bấm muốn anh Ben lấy kiểu gì rồi, ấy. Rồi rồi rồi, ok rồi. Ben đâu rồi? Hả? Anh đâu rồi đây? Anh đang bắt đồ. Ê cưỡi nó như nào? Con đấy anh phải chế yên anh đồ ạ, à. Phải chế được yên đã như con heo của em nè. Yên phải chế được yên đã mới ấy được. Mới cưỡi được nhỉ. Từ từ xem yên con này level bao nhiêu nào. Có cái Vladimir Momonov. Như yên là chung cái gì? Không không chung đâu, có con một cái yên riêng đấy. Thảo ra quả cầu ấy. Con này tên là con thi điếu, thi điếu à. Con này là yên sa đồ đấy. Này em bắt đầu con này. Anh ơi. Cũng xịn này, con này cũng xịn này. Mày đi, lập công đi, mày bắn đi, mày quăng thôi, quăng chú ý. Con này cưới cũng được này. Không có phần sớt nhỉ. Mày đi lập yên con này đi. Thì nó khóa, hiện hỏi chấm. Dạ, thì một con này à. Ui con này con hiêu level 12 anh Đỗ ơi. À anh anh Đỗ muốn này, tin con này khó bắt phết đấy chị ạ, à. Đừng có đùa. Tự tay bắt được anh. Em đi làm yên đi. Nhưng mà em chưa làm yên nó chị ạ. À. Dỗi thực sự luôn á. Ê, phải đem kết quả cầu cho anh Đỗ đấy. Con này level 7 làm được yên rồi chị ơi. Con này level 7 làm được yên rồi. Đấy mẹ rồi. Em mới có level 6 thôi. Đợi level 7 làm yên con này cho. Làm ở bàn nào đấy nhỉ? Không nhớ làm ở cái bàn workbench ấy, cái workbench cái bàn màu tím ấy. Cái khăn màu tím ấy. À rồi rồi rồi. Cái là gì ta? Workbench. Chưa thấy bàn đấy. Ồ, em thấy một cố. Anh Đỗ ơi. Hả? Chưa chế được đâu. Tận level 12. Ôi đi farm đây. Chưa chế được đâu. Nhím 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 nhím. Thầy chả có gì cả. Anh đâu anh đâu? Anh ôm này này nhím ơi mơ đó. Con này này nhím ơi. Ui. Ui. Đẹp thế. Ui đẹp thế. Mèo. Con rơi này. Con có mèo mà. Đẹp vậy. Ê, trông em xinh không? Xinh. Nghe trông rối thật. Xinh. Ê, dỗi thế, mất mẹ hai con hiêu liền. Đầu ơi, đầu ơi, đầu ơi. Cái gì? Đâu con này không nhìn này. Du mục thế rồi. Mẹ à, mày đẹp vậy, lấy ở đâu đây? Mày có đấy lấy đâu thôi. Bắt đâu đây? Em mới bắt trong khe núi đấy. Thề. Em bắt tận trong khe núi. Khe núi đâu đấy? Tao chế Pokemon đã, tao đi bắt thú đã, cay quá. Ôi, con em bắt level 9 nó bị tụt xuống level 5 mày anh thích. Tại anh em đi khám phá đi. Em level. Chị ngang level em. Mày bắt con heo chứ mà, bắt con heo. Còn nó chị ngang level. Đâu đâu anh đâu rồi? Đâu rồi? Đi, anh em đi du mục tiếp thôi. Ai ai trong tổ đội đi khám phá không nhỉ? Đội kia binh Jakala. Anh em mình phải đi du mục. Anh em mình đi kéo nhau đi. Đi bắt Pokemon đi. Nhìn anh bên này. Nhìn ơi, hướng đó mình đi rồi, mình đi ngược hướng này này. Đi, đi bên này đi. Lấy đá đi làm bu. Thôi em đi với nhưng mà hai anh em đi bảo có cưỡi. Đi bắt bắt heo đi xong rồi chế bạn anh chế yên nhau. Hướng đó nhìn hướng mới lắm nhìn ơi. Đi tìm em con heo với. Ồ, em có con voi để tưới nước nè. Thả nó ra. Em mới có con này thôi. Thì lên lên level 7. Không thì đi farm tí anh Ben ạ. Vừa ấy vừa farm xong level 7 em chế yên con khác cho anh con heo này. Hai con heo giống nhau mà. 6 á. À đấy là tài hả? Con yên nào? Yên con level 7 á, có yên con heo với cả con bay kìa. Khéo bay được luôn đấy.
Con heo nãy mình gõ lấy gõ để thì... ăn nấu ít tầm là cái đó. Em bắt cái dưới khe núi này nhíp. Ở trên kia có một cái làng, trên kia có một cái làng. Con rồi, nó đi đúng con rồi. Nó spawn linh tinh đấy ạ. Thế mày ai còn thừa cái quả bắt pet không? Đi phải thằng nào xây quả. Ờ đây là chung cư đấy. Đống heo này, có heo này. Heo. Hai con luôn. Tôi chết rồi, có thừa con nào không nhím? Có, bắt đi. Nhưng mà đừng để chết, là được. Nhưng mà cho em một quả cầu với. Chạy thật tuyệt vời hơn nếu có câu nào không nhím? Đây có này, đây tất cả em ném thôi. Tầm này bắn đam to lắm mấy người, bắn nửa cây bắt được rồi. Rồi, ok. Anh làm game kiểu gì? Bắn gần. Đấy em vào bấm cái bàn này này. Bàn nào à? Ui, đau vãi liền này. Hay là bàn bên này? Đấy bàn thẳng đấy, bàn em vừa đứng. Bắt được rồi đấy. Bắt được chưa? Bắt đi. Từ đây em tí. Ok, ai bắt rồi? Bắn thêm một hit nữa đi, cho nó yếu. Bắn thêm một gỗ với. Bắn thêm một hit nữa đúng không? Ừ, một hit nữa đi. Rồi. Ăn bắt cho. Quan trọng là nó cần cái viên đá màu xanh ấy mà. Đây đang chế 12 cái rồi, tí anh về cái đồ đấy. Còn con nữa mà, còn con nữa mà. Đây để gọi một con Pokemon giúp. Thế em giữ ép đi. Heo đâu? Thế là tao làm bàn đã. Xem cái e làm sao để đổi sang cái quả cầu kia nhỉ? Đây. Đấy, con này nó giúp nữa thì nó nhanh hơn. Sao cái quả này nó không hiện ở nút E nhỉ? Bình thường là nó là nút E mà. Nút E là nút ném Pokemon ra mà. Đây. Nút ném chứ. À rồi. Con heo kia đâu rồi? Anh Ben bắt con kia của em rồi. Con heo kia. Anh lỡ giết rồi. Thế anh tiện đấy. Con nằm chết mình nhét vào cái kia. Thế anh lấy con này qua làm gì? Hồi máu từ từ. Anh đi kiếm con khác cho em đi. Đây. Mà con này lên vùng 3 này. Con heo anh giết một, anh bắt một thì con gì? Làm bài đây. Thiếu glot, thiếu glot anh ơi. Ủa má nhà ai xây như cái chung cư vậy? Ở đây có người thầy ơi. Thôi ra mà. Người nhớ làm nhiệm vụ tutorial nha. Em chế bàn bên anh chế vải cho anh có một Ê, có ông nào tóc tím đây. Làm nhiệm vụ đấy để làm gì anh? Hết heo rồi. Nâng cấp cái bay của mình lên đấy. Ô, mình sẽ để được nhiều thú hơn. Trợ được mình nhiều hơn. Yêu ơi, cho anh một nửa Pokemon đi. Đấy, em đưa anh mà em cầm làm gì đâu. Có nói chuyện được bọn này nè. Đâu, bấm ship ném ra cho anh một nửa thôi, em cứ cầm 6 quả đi. Tìm một ship cho tiền này. Giữ ship xong rồi kéo ra. Ấy, mày mấy thằng level 2 này. Được chưa? Để mày chiên đi. Bấm drop đi, kéo vào trong cái chữ drop đi, là ném xuống. Chết nè. Chưa nhìn thấy chữ drop vào đây. Ok. Được chưa? Được rồi. Electric organ. Đây là 12 cái mà. Ừ, anh cho em cái kéo đi. Đánh mấy thằng này được không? Quả đây. Được. Nó level 2 đánh chết mẹ ơi. Ben thì vào mua đồ. Đánh được không đấy? Sao không thấy nó tụt máu vậy? Em chưa có dìu, anh có thừa dìu không? Thử chế đi, chế trong bàn. Ê, bắt được đấy, thử bắt nó xem nào. Ừ, đánh yếu rồi, đừng bắt chết. Đồ ở trong hòm ấy. Này làm đéo đi. Hết gỗ rồi. Bắt thử xem nào, xem được. Ok thôi. Cất Pokemon đây. Trời ơi. À con Pokemon nó hút à? Con Pokemon. Nhưng mà thằng này level 2 bắt chắc lởm vậy. Nhưng mà thằng này thớt thôi, không phải công an. Mìu ơi, gỗ còn 60 mấy luôn mà. Ê, đánh con này không? Cái gì hả? Con này khỏe lắm. Con giống mà. Vậy con này khỏe vãi bìu. Anh hết cung rồi. À cung không? À nhầm tên. Em còn 2 tên thôi. Chế cái bàn ra đây này, xong chế luôn này. Chế bàn ra đây xong chế. Đi làm bàn đây, làm bàn chế tên đi Tài ơi. À đây làm mẹ bàn đây này. Ủa anh em có tên nhanh lắm. Làm một cái bàn đây thôi, gõ gỗ ra đây là thoải mái luôn. Làm tầm 50 cái đi. Làm nhiều tên mà bắn đau vãi cả bìu. Mũi tên của anh em lấy hết rồi. Thăm gỗ đi. Anh chế cho anh rồi. Đâu ném lại đây cho anh đi xong rồi đánh cả bàn. Gỗ đi, không gỗ đi. Ấy, không chầm là không nằm nhiều cái. Lấy con heo không gỗ á. Cái thiếu gỗ á. Mỗi người pha một cái đi, mỗi người làm một cái bàn đi. Ê, ở dưới này anh ơi nhặt đi. Muốn kiểu Pokemon làm việc mà mình muốn thì làm như nào? Ném. Ok đấy. À, thiếu đá nữa, gỗ cả đá. Mà có tí, nó xong rồi. Nó phải có cái stack làm việc đó, nó có, mới làm. Có. Con voi này tưới nước nè. Đấy em thiếu gì em chế đi. Vô bắt Pokemon này. Đồ ăn nhạc ơi. Đồ ăn. Mọi người làm cái bài mẹ. Đây em chế 30 tên luôn này. Chế 18 tên này. Chế chung rồi. 30 tên luôn này. Nhiều đá vãi bìu thì. Có để phải bô không vậy? Tôi đồ ăn đâu cho tôi. Phải cả lìn chế. Các đeo nhau đâu. Hai người chế chung thì nhanh hơn một người chế mà. Bắn chung. Hiểu không? Các em bấm chung nó nhanh hơn. Người sẽ cộng điểm thì phải wait à? Hay là gì? Wait. Ôi giời, anh Ben chỉ có lấy là tao. Không thấy giúp là tao.
Ê, 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 ai có lửa không? Nóng quá, à lạnh quá. Làm áo đi. Làm áo đi. Áo có hai glow mà. Mà không có glow. Ủa mấy con không? Ừ, xem em còn clot không? Cái gì để chế clot với mẹ? Cút. Cái len. Vun 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 vun. Để tách ra nhỉ? Hai len là một clow. Ship chụp cháy. Ờ cho anh hai clow để chế quần áo với. Ừ, xem em có không? Mang chế tên nốt. Thấy đi đâu đấy? Cứ mỗi lần chế xong là cái bàn này hỏng á. Tao đi bắt cừu, tao lấy lông, tao làm quần áo. Với cả tao kiếm đồ ăn. Ơ? À? Nhưng vừa lấy hai mấy cung à? Ừ. Ai tính với đấy. Lấy lông rồi. Tao nhìn thấy trước bạn giúp ra nồi đấy. Ơ kìa, mất mẹ ba cung rồi. Bao chế ba mấy cung, mỗi người lấy hai ba với cả bảy thì em còn cái gì? Không đi mọi người đâu. Ê, chắc không cái gì cả. Đây, chia rồi. Rồi vãi. Rồi vãi lột. Một lát lâu quá đi. Rồi không à. Ôi mà người chết có mất hết sát không? Đề. Mất hết đồ không? Anh ấy nấm có ăn được okay, không? Ok bạn ơi, đi thôi. Hết em đủ đồ đi thôi. Ê, bắt bác chim bay không thầy? Bắt chim bay không? Bắt chim bay, bắt chim bay. Bắt đánh chim bay. Ôi anh chết được đạn rồi nhím ơi. Không ơi, mất rung có ăn được không? Chết mày. Súng không, chế đạn anh. Cho em clot với. Em lạnh quá. Em chế cái đuốc đi. Laser luôn. Chết mày chưa? Xong mày chưa? Chế cái đuốc đi. À vâng, em có cái đuốc rồi ạ. Nhưng mà vẫn phải quần áo với chế. Đuốc rồi nó đỡ. Đi đi mọi người. Ê, mình chết kinh đã. Ý gì đó. Chà, con heo đây. Thu quét vào, em ơi. Nó cần cái clot để chế. Bây giờ mình kiếm con... Ê, bắt được luôn rồi. Con nào? Ủa, Thanh anh có clot không? Hay chung cư 4 tầng, 5 tầng rồi. Em có laser luôn này. Có anh em cứ đi tiếp thôi. 5 laser luôn. Con này không có đâu. Con này con phải con có lông cơ. Ô, con dép voi nè. Có clot mới chế được. Ê, chúng mày ơi, full slot Pokemon rồi thì nó sẽ ở đâu đấy? Mình phải đi ra ngoài đổi à? Anh ra cái máy ấy. À thế là ta máy đổi à? Ê, đi. Ủa, không treo lên được rồi. Đêm lợn heo đi ngủ mẹ rồi. Ôi, chết cụ ơi. Không, ví dụ là xuống đây thôi. Anh ơi, ví dụ mình full slot rồi mình bắt là con Pokemon nó chưa vào máy. Chết mày, có mấy con level 10 đánh nhau này anh em. Tôi gửi vào máy ạ. Ui. Ui, có mấy con level 10 đánh nhau rồi. Ôi. Gửi với anh Ben ơi. Đi. Nó rồi, nếu mà em không lấy được. Nó. Ui cho soi. Nó nghe nó. Cho soi nhím ơi. Bắt đầu. Ờ bắt mấy con này không? Nấm ăn có độc. Anh có cái gì ta? Bắt mấy con này không guys? Anh Tích ơi, thả con bác từ nước ra không để nó ở trong... Bắt con một bộ con này cho anh bắt con. Thả leo gần. Ui, em bắt được con level 10. Thả leo gần. Em bắt được con level 10. Em bú được con level 10. Có, đúng nó đợi. Đồ để chế cái cung 2 á. Từ đá. Ờ, chế nâng cấp đồ như nào đấy chúng mày. Ui, mẹ nhà ai trông như cấp gì vậy? Nó cấp được đồ lên không? Con kiểu cung xịn hơn hay là gì đấy? Yes, sir. Mà ơi, sao mà cái lấy quả gì? Anh thấy lên level nó có một cái... Oh, phale mail gần nó mình nóc. Chết à? Người đi tìm được bắn nó nữa. Đánh bắt nó. Phale gần. Bắt được rồi đó. Ok. Nó bị thoát, nó thoát. Em không chịu đứng tưới nước một chỗ. Rồi, em bắt được con rồi. Em đi xa nó quá. Con nó trên người em. Không phí. Nó đi xa nó rồi. Thì mà bắt thái không được ấy. Mà bắt khó phết đấy. Rồi thằng nó ăn rồi. Ờ chúng mày ơi, con pet mà chết rồi thì làm như nào hả chúng mày? Bắt khó phết đấy. À, mang về máy này để hồi sinh này. Bắt cầu rồi. Bứt vào cái máy này là được. Hết cầu à? Chết mẹ rồi. Máy này là nhiều quá thì để vào đây. Tất rồi, có Flamel gần hơn tất. Wow, cái này nhiều ô lắm, cao hơn để bao nhiêu được. Cái này là của riêng mình hay là của chung cả làng đấy mày? Ai còn đấy không? Của chung cả làng anh ơi. Mấy con lửa là nó bộ. Nhưng mà nhiều ô lắm, anh nhìn em nhiều ô lắm. Bắt đây. Bắt con lửa nào dở em đi với. Ủa kìa. Đi. Anh đánh chết mẹ. Đánh chết mẹ rồi. Anh Ben đánh con kia chết rồi. Hùm bát kìa. Anh Ben phá rồi. Tê. Mấy con đâu mà ghi là ất bay này thì con sói này cưỡi ngầu lắm ấy. Ôi, con sói này cưỡi được đúng nhím nhở? Cưỡi được. Đúng rồi, cái miếng này cũng vãi liền. Đấy ra, nhím ra. Em chế yên như nào ấy? Mình chưa chế được yên sói đâu, để anh xem nào. Yên sói
con lửa đâu? Cái bình hiệu cây to đủ. Tên sói level 9 mới chia chế được. Đâu? Cho nhìn đấy. Vacalon. Bánh đồ không bị lạnh à? Không, em đi bắt con lửa như bọn anh này, xong ném ra là hết lạnh này. Để lên level 9. Đi, đi tìm kiều đi. Đâu em ở đâu ấy? Trên này. Em cạnh chị á. Cho mượn cái đuốc đi lấy lại đồ rồi. Đường chân nhà bạn. Trên đấy chỉ có một cái làng thôi. Thấy ơi. Chỉ có một làng thôi. À đi bắt được cái con lửa. Đủ Pokemon này, có bị nhốt này. Ê, đâu? Trên đấy có con level 23 này. Cầu cái này này. Level 5 này. Vừa lớp cái commander. Ê, lại bao nhiêu mày cưỡi được con chim bay ta? Ê, nó đang đánh nhau với ai ấy Tài ơi, bắt lén đây coi. Nó đánh nhau với tao. Ở đâu rồi nhỉ? Poison. Đó rồi, thầy clip rồi. Đây kiểu ơi, ba hay thằng mày ơi, cứu. No skill on level 2. Chết mẹ con lơ tao ơi. Từ từ để em. Ê, về đi. Hết cung rồi, tí phát travel về làng ấy. Ô, mày không ăn được mấy con lồn đấy à? Đánh đấy, còn đánh không? Bắn đi, bắn đi. Đánh được. Bắn không? Con này yếu, lên. Ai đánh này? Rồi, đây, đây, con này ra bắn. Thả bét ra. Con này của em bắn đau lắm. Lắm kìa. Tấn công đi. Đánh đi. Ủa, vừa thấy con lửa trước mặt xong. Vũ quá, vũ đồ nhanh thật. Nó chạy đường kia rồi, bột ạ. À. Nó chạy bên phải ra. Ui, có đạn này. Ui, có chú chip này. Ê, anh Ben vũ đồ nhanh đấy. À. Ê. Chỉ có vũ thôi. Ô, Pokemon. Ủa, có con kia. Thả đây. Thật quá. Mình đỏ quá. Ờ, con này cho mình đồ á. Ơ. Đâu rồi? Ơ. Đâu mẹ em rồi. Hokrates là con gì? Ui. Bắt con kiếm. Ê, con nhím ơi. Đâu. Kia bắt con này không? Ê, có con nhím này. Nhím kìa. Đâu? Con nhím. Bắt con nhím ấy. Ờ, con này để anh ạ. Zone hốc. Ok, đi mẹ, thằng nào đánh chết cừu lăn từ trên đồi xuống á, vãi cả cứt thật. Chị ơi. Đánh nhau. Đánh con đi. Ây da. Chết. Rồi. Ui con này yếu lắm. Con này yếu lắm. Đại 30 con. Ê, con level 11 này, level 1, level 8 này, con này khỏe này. Mình xóa đi. Ê, mắt được con kia rồi. Bắt đầu. Anh cần 6. Con này khỏe nha. Đây. Ui cũng có thấy cái con lửa ở đây gần đây mà. Mammoth red kìa. Đấy, bắt này, chuẩn bị anh em, chuẩn bị bắt này. Bắt con này là bomin, bắt con này là bomin. Con gì đây? Con này vừa khỏe mà con tôm quá anh. Ủa, hai bác con này. Ui, hoa luôn, có voi trên này. Em đánh nhá, con của em đánh nhá. Con voi quấn á. Voi quấn đầu. Con voi à. Con voi. Nhanh quá. Ê, bắt được mấy con level 1 kìa, mấy con level 1 yếu máu kìa. Con voi không ra được. Bắn đi. Nhanh, sắp xếp thôi. Anh em ơi. Con này là điểm gì ta? Bíp mà. Có đánh nó không? Bắt đi. À, có con cầu này, bắt nó đi. Bắt đi. Này, 11 này. Rồi, bắt con level 8 kia luôn. Bỏ Pokemon đi, nhanh lên. Không có chết. Rồi, bỏ con lửa đi. Anh cầm con lửa đây. Nó ra kìa. Đây. Bắt đi. Anh lên. Bắt được chưa? Con này nó thoát rồi. Ơi, nó chết rồi. Bắt đi. Ui giời ơi. Ờ, chúng mày ơi. Cái nhiệm vụ capture 5 lambon là nhiệm vụ gì đấy? À, bắt 5 con cừu anh em. Như dâm thầm trong kia một bên. Bắt 5 con cừu. Bắt mấy con cừu chọn. Đâu có ba cú thôi này. Bắt là bắt á. Trời ơi, mẹ à. Nãy giờ có bao nhiêu cừu gần nhà, chúng có giết cụ hết rồi. Về đây con đi về. Bỏ mẹ. Ui, sói của mình vẫn level 10 ạ, ngon vãi lìn. Nếu bây giờ mày lấn rồi nhím ơi. Bắt được. Em đổ nhím này. Bắt con nhím khác. Tôi ghi cho tôi bông minh. Cái gì? Em đánh bay về điểm khởi đầu bắt kiểu không? Anh ơi, bắt được lính không? Vụ này em chưa làm. Không, con này cơ. Anh ơi, bắt thử lính ấy. Ui, con này khỏe lắm, nhưng con khỏe lắm. Con gì nhỉ? Cái tên. Để bắt lính nhau. Ồ, nhà anh đây à? Nó trên đây này. Đợi kìa, chế tên phát. Ê, đây, chế vải như nào nhỉ, khôi nhỉ? Anh có cái uôn này không? Cái này. Uôn có. Đấy. Đây, con này. Không sao. Vào bàn chế tạo. Đây vừa bao nhiêu? Chế thành cái clot. Từ, để hỏi Tích. Anh Tích ơi. Con này nó 1100 máu, em thoát được không? Được. Bàn chế tạo nào nhỉ? Đấy, thả Pokemon ra đánh lại không? Sao anh đeo?
Nâng cái clot chưa? Hay mình chưa nâng clot nè. Ủa con sói của mình đẹp vãi lìn nữa. À ừ, chưa nâng thật. Đẹp vãi. Level 9 là chế được yên đấy. Đây có cái đá cái gì các anh em nhặt đi nhặt. Này hình như cưỡi được hay sao? Nhặt được rồi, xa lắm. Mặt đáng yêu ấy. Đéo được không? Ê, dưới kia có mấy con cừu cơ. Xuống em xuống giết đây. Không chị ơi. Để bạn em xuống đây em giết đây. Ờ lấy muốn cừu, lấy clot, lấy clot. Ui, ui. Con tài chết mẹ rồi. Con gì của ông nó mất tiêu rồi. Tôi thu lại rồi nhưng mà đánh có vẻ. Tài nhảy ra xa rồi. Đó, tao ở trên này mà. Đáng yêu ấy. Gọi mọi người ra bắt con này. Trông có vẻ không thầm lắm ấy. Khôi anh em đi bắt cừu ấy. Em đã bắt rồi. Vậy tí. Tao tiến bộ nào bắt. Cừu luôn ạ, cừu thuần chủng rồi. Bắt được ấy. Để điểm quê điểm đâu. Em đây bình không sói kìa. Lùa nó về là tại con tôm 1000 máu cơ mà. Con này cũng 1000 máu. Cục này kill Thorbon chết hết. Phải lên capture kiểu đéo thì bây giờ không có ấy, từ từ nhá. Từ nhím mày, cho em đặt cái bàn ra đã. Mới chế được. Ôi, không được. Đường nào cho anh ở đường này chứ. Là vẫn đánh nó đúng không? Đánh nó đúng không? Từ từ. Tôi cho em chế phía đã, chế phía. Không có, không có. Chết rồi. Chết rồi. Đây, cứ bế. Đừng đánh bộ nhá. Mày có con này chưa? Anh em đi tí là thế đây, anh có con này chưa? Con này phải dụ về làng ấy. Bác cả lìn cắp chơi thôi vậy. Con thì bao giờ mới được xong. Vua có con voi chưa? Cái này có gì này? Chịu đấy. Đỉnh vậy. Cái con sói chưa? Đi kiếm em mà kiếm con nào bé. Đi chị có mang Pokemon này chị bắt xong rồi về đây bắt con này. Anh Ben ơi trả em 4 cục đấy. Đây có đúng đường này không đây anh? Anh Ben ơi. Đúng. Đúng. Làm gì? Đây là cửa. Cục phía anh này cầm mồm ơi anh em ơi. Không đây có hầm này. Em vừa chế 4 cục phía mà. Ta. Sao? Vừa chế xong ở trong cái bàn kìa. Anh cầm rồi. Em có một cục nè. Cứu được sao anh? Thế cầm được 3 con. Bắt được 3 con trên người thôi. Đừng đánh chết nó nhá. Thôi. Năm con. Chết rồi. Chúng dương cầm được mình cầm lên. Này drop này, drop ăn à, drop ăn à. Bên này có trứng anh Độ ơi. Trứng có trứng. Chúc mày. Không được đánh chết nó. Ủa. Trứng chuyện đấy. Ừ trứng. Nhưng mà quả trứng đấy không thể thăng lấy được anh ạ. Lấy kiểu gì? Được. Chạy mất cục rồi. Ê kêu kìa, thấy chưa? Kêu kìa. Còn nhím kìa. Bột, anh Bộ gần đây rồi, gọi anh Bộ. Ờ kêu đâu hết rồi nhím. Em mới đánh cầu lăng rơi xuống quá. Ủa sao? À, thể lát quá. Không nhảy qua được đâu. Xong. Nó cuốn vào đâu vậy? Từ một anh đội mi si rồi. Anh Khôi cũng đi rồi. Anh mà mất đồ ở đấy. Ủa? À đây rồi. Tao được à? Tao có leo được. Tao được mà. Đây được anh Độ ơi. Con nen mà. Theo như nào anh? Để qua thôi, có dòng tư cách. Cách lên thôi. Các em vào hầm đi. Rồi, đéo có chỗ nào để hồi sức rồi. Tao quá lồn. Hôm trong này có trứng đó. Chặt rồi. Cô lấy rồi. Ê, con này của em khỏe này, con này khỏe. Chết có mẹ rồi, mất đồ rồi chúng mày ơi. Hôm này. Không, hồi sinh nhật được anh, hồi sinh nhật được mà. Nhặt thế đéo được. Anh lên đi, anh trèo lên đi anh. Cách lên. Vào mẹ hầm đi. Không phải, cách lên bám nó hết lực rồi, em hiểu không? Gọi mẹ đã sói ra đêm ơi. Bơi tiếp đi. Bơi từ từ. Bạn hết mẹ cung hả? Đây để bọn em xuống. Chế đồ ấy. Anh cứ bơi làm gì nhỉ mọi người nhỉ? Thế thêm mới được. Mẹ vào hầm này đi. Ơi vào hầm không? Vào hầm không? Vào đi. Thôi đứng. Kiểu bố. Cái thằng vui áo này. Từ xem bot ma level bao nhiêu đã. Đang trên đây nhiều lắm, trên đây nhiều lắm là một bên hai con này. Khoai nhảy được xuống góc này cứu tao với. Đây để em xuống. Ơ đúng rồi, nó kia. Thằng có lồn gì vậy? Có lồn trong này như có ma hay sao ấy? Thôi đợi đội anh Độ Michi đây. Gọi đội Michi vào đây đi. Ở đâu? Đây là chợ đen mà. Black Market là thằng chợ đen. Chợ đen. Phủ ấy. Đây là nói chuyện nó được. À, chợ đen. Chợ đen cứ nữa đi. Nó bán đồ cấm. Con pet level 10. Đến đây được thôi. Ui, nó bán đồ xến á. Quy ở mặt lên đi chết thì em cứu. Ở đây bán nước pan này. Không phải, chết luôn giờ. À, chết bắt pet, à? Bắt pet về bán nó anh ơi. Em tưởng anh đang bơi, có danh đang bò. Lấy kiểu gì? Con nào là đẹp? Đợi tí. Ây ôi, thì mẹ bắt pet về đây bán. Pet của mình được mà. Bán ra tiền. Có Pokemon không? Có này. Bắt pet về bán nó này. Bán thừa mấy con thừa mấy con đều đi anh em. Con nào đều bán mẹ. Ấy, okay. Con lửa này vợ ta chưa có đây. Vợ ta đâu nhỉ? Ui. Tít kia cơ anh ơi, tít trên kia cơ. Anh có rồi, anh có. Miu có con lửa chưa? Em phong tiền đây đi. Con lửa qua đây, chim miu. Em xây nhà, lửa này. Lửa này. Dưới này này. Dưới này này. 300 vàng. Về rồi. Về đây. Ui. Thế là thằng này tính là buôn động vật ạ.
vãi cả bìu luôn. Ồ, cuối cùng chạy nhanh ở đây này. Ờ, phát travel, phát về lại. Ủa, anh có con hiệu này chưa? Con Lambo nó có dấu hiệu gì kìa anh em ơi. Ê, bên này có một đống quái nha. Ê, từ từ phải bắt con Lambo này. Con cừu, con cừu để ta bắt con Lambo này. Lambo này màu vàng. Cho em cục đỏ đi Jimmy. Con đấy phải con kêu đâu anh? Lambo hỏi kìa. Jimmy ơi, cho em cục đỏ đi. Đéo đây. Đánh ngay, đánh ngay, đánh ngay. Con này của ai vậy? Đánh ngay, đánh ngay, đánh ngay, đánh con Lambo đi. Con này có của ai đó? Con đỏ này làm gì vậy? Bắt cho tôi đi Bomin. Đâu đó. Bắt cho tôi đi Bomin. Bắt được không, bắt được không? Kìa, ôi dồi. Bắt nó vào kiểu gì? Trời ơi. Chết tươi rồi. Đánh quỷ à? Trời. Con Die Hau là con của Dev nha. Ê, mình ăn được con voi này chưa? Quay. Con nào anh? Con voi to ấy. Lại luôn. Con chết luôn rồi. Voi em nghĩ là hơi khó. Khỏe quá, chưa khỏe quá. Mai ơi, nó chạy. Đâu, chị bắt được rồi mà, thì là của chị rồi mà. Ui, ui, bông mình bắt được con voi này. Mình nghĩ phải cả làng mới ăn được anh. Lại nút E, ấn nút E. Chế được con voi. Chế được con hiêu rồi đấy. Con hóc á. Trên này con lính này anh ơi. Bông Minh bắt con voi này được Bông Minh. Ủa Nhím ơi, thí dụ mà con bé mình nó không máu rồi làm như nào cho nó hồi máu nhỉ? Cứ đi anh ạ. Đánh đi, đánh đi. Anh mở bản đồ lên anh đổi. Máy ở nhà cơ. Rồi, đây. 10 phút là nó còn Elect không? Để trên mái nhà. Có. Đây là con máy màu xanh ấy. Con chế được mà. Yếu nhất. Mà cấp mình bắt được vào trong biểu hình của mình. Mà con Lambo này cái. Con đấy bot tutorial đấy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đi 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 đi. Ui, con mẹ mày cho bố mẹ. Ơ kìa, chết rồi. Thế thì phải chế hết mũi tên đã. Đang chuẩn mơn hơ này, đánh với đang lính ấy. Ồ, đâu anh không bắt ở đâu à? Lan, chết hết đi. Bột ơi, đưa anh đổ VC đi bắt con kia đi bột. Đi đi Khôi. Đi đi dưới này anh ấy, chạy chụp em, chụp em. Đi lên đây. Về làng mình là sập làng ấy. Hai ngoài cho em xem. Ô vãi cả lìn à, cứ con. Là bú nhanh vậy. Cứ không rồi? Phải cứ còn mấy con mắn chắc ta ghét tao à. Thế đuổi 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 đuổi. Cứu Jack ơi. Em đi lắp bắt nó làm bồn này. À, ăn đâu? Sao lại ở gần nhà mình lại có bọn bảo vệ gì nó cầm chùy đuổi anh này. Và hết đi rồi, nó hết đi rồi. Ê Khôi ơi, bắn được đây nó không sang suối được Khôi ạ. Tích 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 cứu. Bắt nó mất có một máu à. Bắt được đấy. Anh ơi nó 4000 máu anh ơi. Đấy mười mấy ngàn tiền mua con bét xịn thế bạn. Ôi con dễ gì vậy anh. Để mười mấy ngàn tiền mua con bé xịn. Cái này yếu lắm Quang ơi. Giết mình thôi để thử nhờ. Luôn mấy cái này yếu nhất. Đi Khôi, đi Khôi. Đi đi đi, hướng này. Đó em nó yếu hơn à, này. À, nó trèo lên được. Rồi, thích rồi. Còn hai con hiêu làm bơi. Tôi con hưu gà, Bông Minh. Bị kéo chân này. Không phải liền hai con voi đang đánh nhau này. Hai con nhím kìa. Ủa? Voi đánh nhau hả? Con nhím này về người cơ. Chó em có hai con voi khác đang đánh nhau này. Hôm giờ đây có con... Bắt con lửa, bắt con lửa. Người thấy con chiu chiu bét không? Bắt con đấy đi. Con đấy bắt xong là về con mày ấp trứng đấy. Ôi. Tin bét á. Quẩy hay thế. Đi 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 đi, bây bắt nó lên mày ấp trứng đi. Xanh nước biển đúng không? Con đem con đang cầm bát này. Đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Ủa? Nhanh quá vậy. Con này nghèo. Hai con quỷ thỏ đang cầm bát này. Stone, what the fuck? Mẹ chu à. Ăn nấm, ăn nấm, ăn nấm. Là cái con vừa nãy á hả bố? Phải con vừa nãy không? Hình như là con đấy đấy. Con đấy con chiu lét. Quá. Để bắt được nha, con đấy bắt được nha, đừng giết nó nha. Để mà chết rồi Nhím ơi. Em biết con đấy ở đâu rồi gần nhà mình. Con gì ạ? Cái con đẹp đẹp của anh chết mẹ rồi. Ui, về gửi máy đi, 10 phút là nó mới sống lại được á. 10 phút. Bắt được không Nhạc, đợi nó yếu xong ném cầu ra. Để không biết nữa. Bắt được, bắt được. Ôi, con lửa đằng sau lưng kìa. Mọi người em tìm một cái dương kho báu ơi. Không bắt được. May là may. Bắt được. Đằng sau lưng kìa. 100 ui, 500 tiền. Cái chung cư xấu đéo chịu được. Con bắt con lửa thì đằng sau lưng em nhá. Từ từ của em. Con lửa có hết rồi Miu ơi. Phía chị đây. Con kho báu men. Đây đây lửa đây. Ù hai con chấm máu rồi. Hay là anh bán con tâm bát này để mà sao anh mua con thú mười mấy ngàn nhỉ? Chị Led này gây gần nhà anh Độ ơi. Anh có mười mấy nghìn tiền á, nhiều ấy. Ê ơi. Con đi nữa. Thế rồi ai có đồ ăn không? Từ 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 ăn phát đã. Ăn được này. Thế rồi à? Ủa mấy con xến phải có ba cầu xến hơn rồi. Nó gọi là mega sphere bone ấy. Em hết đồ ăn. Ai có đồ ăn không? Giết mấy con kia. Tại đây mà nướng này. Giết con gà ấy. Có làm mà có ăn. Nãy mình đi qua đâu mà một đống con gà ấy. Ê đây. Mega sphere này em còn hai con này. Mọt hồ sâu được đéo gì nhỉ? Con này quả đấy là mọi người. Lấy đến đâu đi vậy? Đi bắt con màu xanh nhỉ? Thế tao chịu khó dương rồi. Em anh đánh mấy con bot to. Anh phải phát travel không ta? Ui cái này ấp trực. Thôi 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 thôi.
chuẩn không chị? Phải em có thấy có một cái vệt cao cao từ dưới đất bắn cảm lẫn trên trời không? Nhưng mà đói quá từ từ đã xin này. Ê, ngay trước mặt anh này, hướng nghe này, có, cái đấy cái gì nhỉ? Không biết anh ạ. Ủa đi gần đây được à, có phát cho vùng. Hay là dương hơn. Hay là thính nhỉ? Không, hay là đấy là hướng e nhỉ, bản đồ nhỉ, nó chỉ nhỉ? Không. Cái vệt sáng bay lên trên trời. Cái như kiểu là khói ấy, tích. À, xác chết rồi. Ủa anh Khôi đi đâu rồi? Ai chết không nhặt đồ ấy. Ê, chỗ con chiêu bét này, anh mang đồ ra rồi đấy. Ui con này dễ thương đấy. Bắt được nhỉ, bắt được. Ô, đánh luôn à? Đánh luôn. Còn đến 1000 máu nữa. Không đợi mọi người à. Ôi con này xến đấy vậy. Nhìn giống con boss vậy. Con nó bắt được mạnh lắm. Con này là 23 lắm rồi. 16 không đánh được đâu. Thả bét anh ấy, thả bét. Con này thì may ra này. Tự đánh 15 này. Nhớ thu bét rồi nhá. Ok ok anh em lấy sơ kia vào. Ui con này yếu lắm. Con này thì phải lôi hai con pet của mình ra đây anh ơi. Nó yếu máu, mọi người cất pet vô nha. Con người xanh kìa. Được chị, cái gì cũng ăn được. Ôi, còn mấy con bướm. Ô, đẹp vãi bìu rồi. Không thì no đâu. Dở có con voi kìa. Ui, đẹp đấy. Ui, đẹp vãi, mấy con bướm này. Ui, bùm đất mới, bùm đất mới đấy. Anh chết à? Không, 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 không. Đẹp vãi rồi anh ơi. Này, level cao đấy. Bắt đi anh em, bắt dần đi, bắt dần đi. Đá đâu nhở? Cái này level 18 sao dí nó đẹp nhở? Ờ, sao mà giết? Chạy luôn anh. Ui là được luôn mẹ rồi, được luôn ú lượn luôn rồi. Ê con này tí nữa nó sẽ hiện lại để cho mọi người bắt chứ đúng không? Em không biết. Chắc phải spawn lại. Ừ, sao một ui, đá ơi. Bắt được rồi, cần đi. Anh bắn khủng quá đấy con Robin Win đi. Anh có cái điểm để học map chứ. Robin nào anh? Chim đang bay hả? Sau lưng à, sau lưng à. Em bú cái dương ấy. Trời ơi than ạ. Trong này có cái dương này, anh bú cái dương cho, trong này có đây. Xong. Ê, thầy kích hoạt cái fast travel đi thầy. Đừng đánh chết tôi được không mày? Nó yêu hoặc kiểu gì? Lỡ tay à? Để con bay với thầy. Ui dương kìa. Ê anh nhận được cái chìa khóa này. Để mở cái gì đấy? Mở dương không, anh ơi. Dương anh ạ. Nó còn dương vàng ra mà mấy nghìn tiền đấy. Ôi chim. Trả lên mày ơi chim. Tay ơi. Chim nào đây? Đá bay. Ui dương vàng này. Ui dương vàng. Ui. Về đáp ơi. Ồ, sao ít vậy? Còn mạnh. Ô em có silver key rồi. Em lâu rồi đáp ơi. Đỗ ơi. Ơi. Anh đâu rồi? Đấy. Chết rồi. Dưới này có cái cổng dịch chuyển này, xuống đây bú cái cổng dịch chuyển luôn. Chim nào đây? À, cái cổng dịch chuyển này mình phải ấy, mình phải tự ấy anh. Nhưng anh Đỗ ơi, bắt chim không? À, mình phải ép vào một phát là mới lưu. Vâng. Bây giờ mình xuống kiểu gì ta? Ấy cái vùng này mai mình lên level cao mình bắn nó được nó. Có nghệ thuật này. Ủa, này phải lên cung lửa mới bắn mới đao được. Cung lửa phải lên level cơ mới chế được. Có chết chiêu, con mạng. Có cái chiêu của con thú học ở trong người ấy thì chế ra thì thú mình bắn được rồi. À, được nghe. Ừ. Bắn cung lửa. Bôi nhà em cháy. Ê, rồi. Có tia fan chưa có này nên bắt về ông sưu tầm hết không nhỉ? Bắt đi anh, sưu tầm đi. Ép vào anh. Khôi ơi. Ép vào đi, tí mình biến về nhà được. Ê. Miu ơi, em cầm búa ra em đập mấy cục màu xanh đi để về chế thêm Pokemon đi. Kìa nhím ơi. Bố nhà cháy kìa. Em hỏi là ví dụ mình full bắt đi rồi thì mình bắt mấy con đấy nó có vào cái ban đích của mình không? Rồi, hình như là không. Không đâu à? Cục nào anh? Ừ. Người đi xuống đây, đi mấy cục màu xanh dương kìa em đập xuống ra đi để... xuống em ơi. Để anh mọi người ơi, để lấy nguyên liệu. Đi về. Gà nhà bị cháy hết rồi này. Nhà. Miu ơi nhìn này. Miu. Có phải nhà cạnh anh 7 không thì là em. Nhà ai 5 tầng bị cháy hết rồi này. Ê bồ thế bồ. Đáng yêu chưa? Nãy bọn em bắt con này không được. Khỏe quá. Ôi, nhà cháy kìa, nhà cháy kìa. Nhà bồ cháy hết rồi nha bồ nhá. Nó sạch luôn đấy. Ôi thả ra đi anh xinh mà, thả ra đi. Sập mẹ luôn rồi bồ ơi. Từ từ tao bắt con voi, tao chưa có con voi. Thái liền em bếp cái cung lửa vô nhà, cái cháy hết rồi mà. Bắt con cừu ấy. Phát đây. Mọi người đang ra bên nhà. Cái nhà này nguy hiểm thế. Con chim bây giờ em ra bắt. Tìm mà không thấy có chim đâu à? Ôm mất sạch nào rồi á? Có chim mà cháy đúng nhanh luôn. Ông ơi, có cái phà lèo đâu, mày ghè không anh ơi? Có chim chạy mẹ đâu rồi. Ai thả dùm mấy con... Ủa, con đại bàng đây. Grab đồ được không? Hai con mèo được không? Lại không có mèo. Hey, simple pal, không ai biết. Ok á! Tiếp con mèo, con sẽ chết mẹ luôn rồi! Ui trời ơi! Nó không quanh rồi, trời ơi! Nó bắt đội! Nó cứu rồi anh, tại vì nó đang nghe. Ở đây, cho anh sẽ ít đồ ăn được. Cảm ơn. Ơ cái pan box này là của Trung hả guys? Của level của nó là level của mình đúng không? Ủa mọi người ơi, cứu mới.
là bắt nó hỏi thú, hỏi thú, hỏi thú. Thì nó vẫn là level đó nhưng mà tại vì máu chưa? Ai bắt đi? Ok, chết nó rồi. Anh có rồi, anh có rồi. Ai chưa có bắt đi, chưa có bắt đi. Nốt nốt. Em có, em có. Em hết Pokemon rồi, em hết Pokemon rồi. Đây đây, Pokemon anh ném đấy. Đâu đâu, anh đâu. Từ 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 lại, nó đuổi anh quá. Anh đâu, anh đâu. Đây 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 đây. Nếp đây à? Đây, bảy quả đây. Ui, nó hút gần chết con kiểu của em luôn. Đâu đâu đâu, con phải xây nhà. Xây nhà. Từ nhá, chưa ném được, từ từ yếu yếu máu đó. Chưa được xây xong. Máu ném là vừa đấy. Rồi ném đi nuôi. Nó bắt làm nhiệm vụ xây nhà level 7. Ném đi nếu. Chung xây là level 7 luôn. Từ từ nhá, nó mà bung ra ném luôn nhá. Cái đó là bay cũng vui mình luôn á. Được rồi. Yeah. Rồi, hai quả. Sự hứng. Em có để cưỡi được hay sao á? Đúng rồi anh ạ, à, phải làm yên. Ủa? Đập quặng đi, đập quặng đi còn về chế Pokemon vẫn. Mua nóng cho em một cục. Nên con chim mà. Nhìn mấy em làm yên con yêu được chưa? Em làm được rồi ạ. Làm cho em một cái được không? Để tí em về đi anh nhá. Tí em về nhà. Không được, nào nhưng anh chưa học được chiêu của nó. Ui, bị mẹ game dính phết nhở? Dính mà anh. Dính đét. Ờ, không nhặt à. Cặp bát nó cũng hay cơ. Ừ, đéo được rồi. Tí nó off the team để ngồi chơi trộm cho phá đảo thôi. Ủa, còn counter nhau bao nữa giờ, này. Ngoài biển có cái con mạnh nữa này. Có Pokemon luôn. Nhưng mà game này kiểu mình chơi thì hay thôi nhưng mà cách chat xem thì... Cách chat hơi chán. Đúng rồi. Không thấy ai tương tác cả. Ok. Chơi thì ai thật nhưng mà xem rồi lát quá anh Huy ơi. Game nào cũng vậy. Lát quá. Cục Ruby đem bán này thích. Ừ, nó cái nào nó có kiểu chắc bây giờ bán thì bán bây giờ canh chắc chỉ chiếc xe máy thôi, chỉ chiếc xe ăn uống thôi. Canh đến nó show hả? Em ấy là xem gì nhỉ? Xem ăn uống anh ấy. Ôi sợ. Ở kế bên nhà em còn một con 2000 móng nữa cơ. Wow. Bắt trai. Đổ về chưa? Ra cái biển này vui cực này. Anh đang đào quặng em ơi, đào nút quặng. Đây có con gì ở biển này? Tìm thôi. Tìm mấy cá đuối. Ai đấy? Đây là ai? Tôi. Trông BD thế. Em nghĩ là cá chim anh ạ. Cá chim à? Cá chim à? Cá chim thật mà. Sản đấy chứ nhỉ? Có thằng biến thái nó bắn anh này. Nó ngao nhỉ? Đâu? Ngao đâu? Ngao thiên khỏe. Ủa, ông điều khiển nó bắn được à? Hay ở đây, ừ. Quanh đây có con chim, mấy khui ạ. À? Đây bắn được này anh ơi. Đi đâu hay vậy? Về nhà thì điều khiển nó bắn. Ê, con này bắt ở đâu đấy? Tưởng em Linh làm mấy cho chị con đấy. Con giết mất từ... Anh vừa bắt rồi mà. Mấy ba ca gần ngày em đấy. Tưởng em nhím làm yên cho chị con đấy, hóa ra là em nhím cưỡi. Từ để em xem yên con này cần cái gì. Em vừa cưỡi rồi mà em vẫn xem cần cái gì. Mà hết rồi chị ạ, à, phải có nguyên liệu cơ. Ôi em đừng điêu nữa. Phải có len. Bị cái chú. Kiếm gì chú? Chỉ có hai cục len. Có cục lửa không? Anh tích Hale Ogen. Em đã thử giết con kia rồi. Xem giết được. Còn có cục, còn hai, à còn hai nữa. Được, cho hai đi. Quang. Kim bay mất rồi. Đi kiếm con kiều bát. Cái màu xanh này là cái gì hả mọi người? Em lại bắt cô. Mình bắt voi chưa nhỉ? Khỉ bắt rồi này. Ui. Con hu nhưng mà nó là shiny này. Phải không? Shiny là sao? Không phải đâu, con đấy là ông bắt rồi sao ấy. Shiny là con hiếm á. Có đuôi bay. Ồ. Có bắt được không? Bắt rồi á. Bắt rồi. Đang bắt con đấy đấy. Nó to đúng không? Nó to hơn đúng không? Nó to hơn xíu. Nó to hơn thì khéo Shiny đấy. Nó có cái dấu hiệu lấp lánh. Sao? Mày cái đó gì? Nó đẹp hơn nó. Trời ơi, đấu má. Chết mẹ luôn rồi. Sao vậy? Trời ơi, vừa thấy con gì đấy. Có cá đuối, trời ơi. Cứu em với thầy ơi. Sao em đâu? Em đây này, em bên cạnh thầy, đằng sau lưng thầy, sau lưng thầy. Đâu. À, em đây em cưỡi cừu đấy đúng không? Vâng. Em muốn bắt cái này gì? Đây, để anh phụ. Đúng không, thầy cứu em chứ. Em vào đây đi anh Khôi. Thầy cứu em không? Em đây mà, em sóc đá mà. Ui, tao vừa thấy con cá đuối đáng yêu, chết cụ rồi. Chết ạ. Đây, nhiều này, Đi nhìn ra mắt cá đuối. Anh không thấy tên mày đâu. Mày bị lát hay bị làm sao ấy? Ủa? Cái máy áp trứng như thế nào nhờ? Hết mẹ tên rồi. Ra mắt. Ê, bơi ra đánh nó. Hết mẹ tên rồi. Em có chim, em sẽ ném nó chơi nó. Mẹ. Ê, anh ơi không cần đâu bên kia. À không phải, nó đang ở ấy nhỉ.
Ê, ra lệnh cho thú đánh như nào chúng mày? Mình bắn cung chưa nhỉ? Anh bấm sơ bốn chưa? Anh target nó rồi anh ném vào cầu mặt con đấy là được. Anh kêu nó là đập máy đấy. Thủ tao đi. Anh ơi bên kia còn hai con gần hơn kìa, chỗ anh Khôi kìa. Target nó xong bấm số 4 à, đúng không? Không, bấm số 4 mình ra lệnh cho nó. À. Cái bên phải trước, phải dưới á. Every á. Attack aggressive á. À. Xong bây giờ anh muốn đánh con nào, anh ném Pokemon thẳng vô mặt con quái là được. Bên kia kìa. Thầy ơi. Cái con này yếu đây. Yếu lắm rồi này. Hả? Con bắn cung lửa vô nhà thầy nhá. Trời ơi, mày đừng thả bét. Đừng thả bét ra được không bột. Bye bye nhà thầy. Bắn ngay đừng ngại. Đây đã 4 giờ rồi. Ui, kia có con lửa đẹp kìa, con kia chưa có kìa. Ui, có con. Ui, đây có nhiều con mới lắm chúng mày ơi. Con thỏ kìa. Nhưng mà đéo có tên ạ, thề cay thế. Hay đóng cái bàn để chế tên nhỉ? Lại ăn chế cái spin đâm đi khỏi bắn cung anh. Đánh con lửa này đi. Người có bắt con thỏ không? Em giết nó này. Có, ta chưa có con thỏ với cả con lửa này, con rốt bia đẹp này. Ơ, con rốt bia đánh con đi này. Ôi. Đấy chứ, thế vẫn bung ạ. Tùng béo ơi, tùng béo. Cho tên lửa cho nhà mày nhá. Để em. Ê á. Mày đốt hết cái làng này đi. Ôi sao cho nó nước thế. Thôi. Bắt nó đi Miu. Rồi, ai ném anh đổ ơi. Vợ ta còn mà. Chẳng ném thôi. Bắt được rồi. Ê, vừa bắn thỏ nè, nhanh như. Ai cưới đây? Anh ơi, có con thỏ nhím mà. Ôi, con giống thằng nhím kìa, con giống nhím kìa. Yes. Được đây ơi. Ui, lạc quá. Em không biết mấy mốt nhà mình có trang trí được như thế này không nhỉ? Bạn xem cái bảng học ấy. Có hết đấy. Thằng thật đi Tùng Béo ơi, đây này. Tuyệt vời quá, kịp xây già đi rồi. Em đi. Đẹp bái. Mày có Pokemon không đấy? Có. Nó bị đốt rồi. Ui rồi nó hút anh kìa. Kìa ném con trượt ạ. Ok, sao ném nó bật ra nhỉ? Anh ném đi không bật chết hết. Đéo phải ném nó bật ra chứ. Nó chưa đủ máu ấy, anh ném hết bôn rồi. Bật tiếp viện này ơi. Một quả duy nhất. Ừ. Không sao thấp máu hơn tí nữa hả anh? Có mỗi quả thôi. Được. Rất may mắn nhé. Ê, con này cưỡi được luôn à nhím? Không ạ, con này mình phải chế yên anh ạ. Này có nhiều đấy. Level 7 chế được yên con này rồi. Ui, cái này Enter Dungeon này vào hang này chúng mày. Nhiều đồ ăn không? Ui, có con sói ở đâu ra đấy? Con sói của em ạ. Con lửa này. Ôi, về nhà thôi chúng mày. Lửa của chị đẹp đấy. Về đi. Về thôi con ơi. Về đi. Giả giờ thầy cái. 4 giờ rồi. Ê, đây có cái gì ăn này. Ôi, 4 giờ rồi ạ. Ừ. Nhanh quá lên. Tí là con đi cho con. Ơ, không tay le về được à? Ở đây có con vịt này chúng mày. Ơ, con gì đang ngủ đáng yêu này. Này, không đây nữa này. Bột chiên. Đây có cột tơ lê nóng tay à. Ê, có con vịt này. Ừ, đấy, thấy con vịt rồi. Ô, đây cột tơ lê đây này, chúng mày, cột tơ lê ngay đây này. Không có đồ ăn. Đây, cột tơ lê đây, cột tơ lê. 12 rồi, what the fuck. Bô này. Tích bà level phải 15 rồi. Cái này có một máu chết đấy, nghiện. Mày có một cái bô nó làm trình kỳ à, Tân. Con này có lông á, chị ơi, đánh nó đi. Vô tình lên level 15 thôi. Cái gì vô tình lên level 15. Rồi, bắt đi. Ê, con vịt tên là Phắc này chúng mày. Con Phắc, con Phu Ác. Đâu rồi? Đây là anh, trông cụ te vậy. Wow, đã có cần xếp game mọi người. Không thì về, không cần. Về thôi, kiếm đồ ăn. Thôi về thôi. Ê, bên kia có con vịt. Đi về đây anh ơi. À, không được, mình phải bắt con này.
Cam Tiva này con làm việc hộ mình đúng không anh? Chứ con mẹ làng mình là cái nào nhỉ? Bay có chữ bay cho đông người á, có chữ bay. Đúng má, bắn phát chết nó luôn à. Pet ông khỏe dữ vậy. Yeah, beautiful. Ơi game nghiện quá. Ôi về nhà thôi. Tích mấy con gì rồi cầm đồ này. Mấy lần ngồi bông nghiện ạ. Goblin. Goblin. Con này có gặp được lửa không anh Tích? Ui, không biết nữa. Goblin con gì đây? Anh chỉ đốt nhà nó cho dập đấy. Con đem quặng về luôn mà. Tưới nước. Có một người tên này được rồi. Cho cây trồng. Ui giời. Đi về cái chung cư của thằng Bô cháy thật à? Cháy thật vậy mà anh. Phải bình thường. Bật mũi lửa vào là xong đi luôn. Lại gần nhà em lại hai con huyền thoại đánh nhau anh. Dạ bu. Đâu ra xem là ra hóng nào, ra hóng nào, ra hóng nào. Qua đây. Không. Đây. Từ, chữa bệnh cho thú cái đã. Ui, hai con voi này. Em về rồi mà. Hey, có mình chỉ cầm được 5 slot thôi à, mọi người 5 con thú rồi. Đúng rồi. Đây cầm bát nhau kìa. Đâu, ui, một con sắp một con nửa máu rồi. Đừng vô nhà Linh ơi, chừng phút nhà đấy. Ui, tỷ lệ bắt là 0%, kể cả nửa máu. Bạn thôi. Ui, con ma mút đánh nhau với con gì đấy? Hai con ma mút đánh nhau á. Ui. Ui giời. À thường nước đục câu anh ơi. Không được đâu anh ơi, 0% thôi nha. Em thử em vừa ngó xem rồi. Hay mình giờ tự bắn nha hay level mình thấp quá nhỉ? Ngó như nào ấy nhím? Bấm quy ấy, bấm quy ném quả cầu ấy, xong rồi chỉ vào người nó là có phần trăm đó. Chị Miu có cầu xịn đấy, chị Miu có cái cầu xịn đấy. Miu cầu xịn chết từ nãy rồi bé ơi. Chết mẹ. À ừ nhỉ. Cầu xịn đấy. Ôi có hai con đấy kìa. Ôi.